Một tay trái mình cầm váy xòe ra một tí xíu, mình nhún chân bên đây, hai ba chào. Trời ơi, trời muốn tan chảy. Cái đó là ba bông hoa nhỏ, đây là bông hoa bự. Bông hoa bự rồi đó hả chị? Biết là cảm xúc của hai đội còn lại như thế nào? Mặc dù là mùa xuân Tết đã qua rồi nhưng mà nãy nghe cái bài này cảm giác chỉ mới có 29-30 Tết thôi á. Yeah. Tụi con dễ thương chịu không nổi luôn. Kiểu gì nào? Kiểu đó. Ừ, cái kiểu đó. Học thuật gì? Nhạc quá hả? Sao anh? Tươi mới á. Tươi mới.
Nhưng mà khi mà mấy con nhảy á, có một đoạn bé Vi đứng chính giữa, mà lúc mà con nhảy mà con hát á thì con nhảy quá nhiệt tình á, cho nên giọng con nghe hình như nó hơi bị run run so với hai bạn còn lại. Cho dù mình nhảy thì mình cũng khều nhẹ nhẹ thôi, tại vì quan trọng mình nhớ mình hát nha, miễn sao đúng nhịp là được rồi. Nhảy mà khều nhẹ nhẹ là sao nhỉ? Cái động tác của ta hồi nãy là động Nhi Nhi, em làm dạ. Em làm thử Nhi nãy động tác của mấy bé nãy là bật mà nhẹ nhẹ khều khều là nhảy đúng sao? Rồi, tại vì con còn nhỏ cho nên con chưa có kinh nghiệm bằng mấy cô mấy chú là điều tiết được cái hơi bụng của mình á. Đâu cô Nhi điều tiết coi sao. 2, 3. Ví dụ như 1 tà 2 tà 3 tà 4, mấy bạn làm 1 tà 2 tà 3 tà 4 thì con chỉ cần 1 tà 2 tà 3 tà 4, tập trung vào giọng hát của mình là được rồi. Mà tổng thể dễ thương chịu nổi luôn, như công chúa thật sự luôn á. Cảm ơn con. Thì là khen mà. Trong ký ức của em á là các bé nhảy rất nhẹ nhàng, nhưng có tăng động như chị. Đúng rồi. Tại vì hai bên này kêu làm ví dụ. Diệu Nhi có một cái từ rất là sợ luôn. Quệnh. Quệnh. Tại vì em đâu có nói từ quệnh. Nhưng mà Diệu Nhi có một cái từ quệnh, rồi bữa nay tôi phát hiện nó có từ khều nữa, tôi không biết là gì. Nhảy là quệnh, nhảy là sao luôn. Dữ đạo. Ý của chị Nhi em hiểu. Nói giùm chị đi em. Khi mà các con biểu diễn ấy, các con không để tâm đến cái mic. Mặc dù các con đang hát như thế này, nhưng mà vừa hát vừa phải biểu diễn khiến cái mic của các con nó bị không đúng vị trí nữa, thì cái giọng hát của các con nó sẽ không được đúng cái âm lượng cần phải phát ra. Hay quá, cảm ơn Hòa nha em. Ý của chị là như vậy luôn á. Trời ơi, hay quá. Vậy để anh Trung nè, bây giờ anh Trung nè. Bài hát này chú Thanh Vi làm cho tụi con rất là thông minh. Lúc đầu thì tụi con hát theo điệu van nhịp 3-4, nhưng sau đó thì con hát theo disco nhịp 4-4 thì nó sôi động hơn. Nếu mà có thể thì cho chút xíu bè, cho chút xíu. Khúc cuối thì có, nhưng mà khúc đầu á thì hơi ít, bài hát đã hoàn chỉnh. Nhưng mà theo chú nghĩ là chú Thanh Duy cũng có cách xử lý của mình. Tại vì chú Thanh Duy muốn là bài hát này không muốn làm khó tụi con, muốn tụi con ra một chất dễ thương, nên là tụi con hát dễ thương vậy đi. Anh Trung, em lại bênh các con nè. Vừa nãy là do các con hồi hộp, em nghĩ như thế đấy. Và cái mà không bè như thế là để phô diễn hoàn toàn giọng của các con. Bởi vì bắt đầu từ đoạn thứ hai là các con đã bắt đầu bè với nhau rồi và không thể hiện cái giọng của mình nhiều nữa. Cô chỉ tiếc một đoạn đầu một xíu thôi là các con hơi hồi hộp, cho nên là mình không có hát đúng được cái mà mình đã tập á. Tự tin hơn để chúng ta có thể thể hiện tốt nhất những gì mà đã được dạy nha. Cảm ơn cô. Rồi chú Lập, sao chú Lập? Các bé như trình diễn cho khán giả xem. Và bây giờ mình như là khán giả rồi, mình xem vô cùng thoải mái. Và rõ ràng giống như là chị Diệu Nhi nói, nghe cái bài này xong muốn về cúng giao thừa liền với ông bà gia mẹ. Chúng ta có khoảng thời gian gì nè, rất là sợ nghe bài xuân sau khi đã hết xuân. Mình nghe cái mình nhớ xong mà mình nuối tiếc. Nhưng mà cách mà mình khều lại cái ký ức khều, mình á, khều em ơi, gọi cái cách mà mình móc cái ký ức mình lại, mình gợi lại. Mình triệu hồn ký ức quay về đây. Em rất là thích cái cách xử lý của anh Duy. Chúng ta nhẹ nhàng từ từ thôi, rồi chúng ta bắt đầu nâng tiết tấu lên, càng ngày nó càng sôi động hơn nữa. Thì ban đầu mình lớn ngớ lờ ngợ là ý là có nghĩa rằng là chưa có quen hồi hộp với từ anh. Hồi hộp rồi xong rồi đó, cái từ cái bắt đầu mình tin dần mùa xuân đang đến, và cuối cùng là mình cảm nhận hoa là mùa xuân nữa. Đang ở đây luôn, ba cái nhánh hoa đào. Trời quá đẹp ơi, dễ đúng không lắm. Cho nên rằng là chính tụi con nó mang lại cái thanh xuân, cái sự vui vẻ rất là thú vị trong cái chương trình ngày hôm nay. Chúc mừng tụi con đã hoàn thành xong phần thi của mình. Yeah. Mình xuống ngồi dưới là thấy các con trên này nhún nhảy là cũng muốn nhún nhảy theo. Có vụ nhún nhảy nữa đó. Nhắc mới nhớ, em không nghĩ rằng là các bé nhảy trong cái phần thi này. Cái bài hát này là cái bài hát để chúng ta nghe, chúng ta mường tượng, chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta trải mình trong cái mùa xuân. Các bé nhảy một cái đường nhảy rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương, và tự nhiên bây giờ em muốn lo hết tất cả những huấn luyện viên lên đó. Đúng nhảy rồi, các bé. Mình cũng muốn. Lên đi ạ. Dễ thương lắm. Ông anh Duy là người biết rõ nhất cái này. Dễ lắm. Nó bị chung với Diệu Nhi luôn. Đây theo nè. Cái đầm này rất là hợp với lại cái điệu lắc ở trên đó. Hai cái đầm hai bên rất là phù hợp, nhưng mà riêng cái chỗ lau nhà như là cái chị Nhi là hơi bị chật. Lệ Nhi của mình đứng phía sau nha, và các bé làm cái gì làm theo đó nha. Không, chị động tác trước. Cái này là con 2 3 4 này đó. 2 3. 1 là 2, 3 là 4, 5 là 6, 7 là 8. 2 3 4 5 6 7 8. Rồi mình hát luôn, mình làm luôn nha. Ngày tháng tới bên đời xuân mới, lòng đắm say mơ một vui sâu. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn hai muôn ngàn đỏ hồng. Ngày tháng tới bên đời xuân mới, lòng đắm say mơ một vui sâu. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng.
luôn luôn cười cùng hoa. Xin thắm tươi em tung bay cao tím trời, nguyện sinh đi cho tiếng ca một buổi reo, đừng để lòng hồn thương tình mê đắm, ta sẽ vui, ta sẽ vui về xuân tươi. Yeah, yeah. Không ngờ làm huấn luyện viên mà còn học được một khóa nhảy nữa thì còn gì tuyệt vời bằng. Một tràng hô tay cho ba bạn nhỏ được không ạ? Xin được cảm ơn các cặp huấn luyện viên. Chị, chị thấy cái động tác của em sao? Động tác này thôi, thôi chị thấy nó phức tạp lắm. Trước khi mà mình chia tay thì chắc là cho anh với Như nói xíu luôn. Dạ đúng rồi ạ. Như có hình xét vì nó làm sao? Cái gì vậy? Cái này là động tác quýu. Đúng rồi. Nãy em mới sáng tạo động tác hay lắm chị. 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3. Gây rối chương trình quá rồi. Bây giờ cô Khả Như sẽ nhận xét về cái phần biểu diễn. Ừ đúng rồi nha. Đầu tiên là cô rất là sướng khi mà trong đội của mình lại có ba thiên thần đáng yêu như vậy. Mình cũng vinh hạnh, cũng may mắn lắm. Tại vì cái điệu nhảy tụi con vừa nhảy đó là cái điệu nhảy mà cứ chơi với Thanh Duy là bị nhảy. Ai mà chơi với Thanh Duy là đều bị nhảy. Chính xác là vậy luôn. Luôn luôn bị nhảy, nhưng điệu nhảy này bài gì cũng nhảy hết. Đó. Vậy là những cái điệu nhảy đó có ý nghĩa gì chị? Ngày xưa con nhảy ghê hơn thôi. May là anh ấy không cho vào đây. Đây còn cái điệu nhảy hey 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 hey. Thật không ngờ là trong mắt những người đồng nghiệp, những người em của tôi lại như một con khỉ như vậy. Bình thường cô cảm thấy rất là bực bội. Không thấy sao anh Duy cứ bắt em nhảy những cái điệu nhảy đó. Bây giờ em ngồi xuống cho anh nhận xét học trò được không? Nhưng mà hôm nay khi mà thấy các con nhảy vậy, cô mới cảm thấy dễ thương. Và cô hứa cô sẽ siêng nhảy hơn nữa. Yeah. Ok, hôm nay tụi con đã làm được một cái điều mà chú rất là vui. Bởi vì như hồi nãy mình nói á, bài này đầu bằng nhịp 3-4 và sau là nhịp 4-4. Mà rất là khó để các bạn chuyển nhịp. Tại vì nhịp 3-4 mình hát khác, mà nhịp 4-4 mình hát khác. Tâm lý của đội mình là gì? Không hề có thi cử, mà chúng ta sẽ vui chơi với nhau. Và hôm nay tụi con làm được điều đó. Là tụi con chơi với cái tiết mục của mình. Tụi con tươi như là ba bông hoa mùa xuân vậy. Tinh thần đó. Bốn đâu? Chị là cái bụp rồi. Rụng. Hy vọng là mình sẽ còn cố gắng hơn. Cố gắng. Lúc nào cũng dễ thương, tươi trẻ, trong veo. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, đồng đội luôn, vỗ tay lên, vỗ tay lên. Làm lại nè. Ê, ta thấy là mình nói một từ, mình nói đúng rồi. Trùng hợp với nha. 2, 3. Trong. Veo. Trời đất ơi, hai cái chữ đó không có liên quan lắm. Con thiệt người mà luôn. Kêu trong vắt là sao? Thôi con diễn sao cũng được, miễn hay vậy là được rồi. Đúng rồi. Một lần nữa, một tràng tay dành cho ba con nha. Cảm ơn tụi con rất nhiều. Chúc mừng. Dễ thương quá trời, đừng cái nằm đẹp ghê. Chị là lấy ý tưởng. Thiệu cho mọi người biết con là ai, con mấy tuổi, đến từ đâu? Xin chào tất cả mọi người, con tên là Minh Hằng, năm nay con 7 tuổi. Con đến từ đâu? Con không biết. Ủa? Con sống ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội hay là Cần Thơ hay là đâu? Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi con thấy chưa? Ba cặp huấn luyện viên phía dưới đứng lên hết cho con luôn, là con nghĩ là mình hát quá tuyệt vời. Giờ con muốn là cặp nào chia sẻ trước nè? Cặp màu vàng hay màu đỏ hay màu hồng? Dạ màu vàng. Màu vàng. Xin mời Hồng Vĩ Trương. Tất nhiên phải nghe mình chia sẻ trước rồi. Tại vì ai bấm chọn Minh Hằng trước vậy ta? Minh Hằng ơi. Dạ. Mẹ tên là Trần Thị Diệu Nhi. Con có phải tên là Trần Thị Minh Hằng không? Rồi. Dạ không ạ. Dạ không. Đồng điệu mọi người ơi, rất đồng điệu. Chứ họ tên đầy đủ của Minh Hằng là gì vậy ta? Hồ Minh Hằng phải không con?
Dạ Ngô Minh Hằng. Con mà nó hỏi gì cũng không biết. Con người ta đẻ ở đâu mà ra là mà làm cha mẹ ngang ngược vậy con? Bỏ gia đình thì qua một bên nha con. Đúng rồi. Thật ra thì chỉ muốn là kiểu con nuôi thôi, kiểu vậy thôi. Con nuôi mà xin phép người ta chưa mà ngang ngược vậy. Minh Hằng có muốn làm con nuôi của cô Diệu Nhi không? Dạ muốn. Trời ơi. Trời ơi. Con ơi, con mà trả lời không á, cô không biết Diệu Nhi lúc đó ở đâu luôn á. Chắc là đào luôn cái hầm phía dưới luôn á. Không nghĩ là lúc mà cái màn á hả, vừa kéo cái cửa ra, con bước ra mà con có chút xíu xíu à. Lúc mà cô Diệu Nhi nghe cái giọng con á, ồ cô bé này là cũng phải lớn rồi đây nè, mới có cái giọng khỏe, một cái giọng hay như vậy. Những cái lúc mà con gì kiểu á. Hồi nãy là bé nó có cái dằn gằn giọng á. Cái gì mà như xe máy nổ vậy trời? Ủa là xe máy hả? Em đã bảo rồi, chuyên môn để nhường cho anh Trung. Con biết đó, để cho ba Trung nói nha. Chứ hồi nữa cô Nhi nói tụi bay tụi bả hết trơn hả? Anh Trung nói gì chuyên môn đi. Khi mà con vừa có tiếng hát lên á, chú Trung không nghĩ là con chỉ 7 tuổi đâu. Chú Trung nghĩ là con sẽ lớn hơn như vậy nhiều. Nhưng mà chú Trung quyết định chọn con là cái tiếng hát của con đầu tiên vừa phát ra ập vô tai chú Trung á, chú Trung nổi da gà liền. Trời ơi, rồi, và chú Trung quyết định là phải bấm con liền ngay lập tức luôn. Đó mà sau khi mà cái màn mở ra thì trời ơi, con không những hát hay mà con được cái thần thái khủng khiếp lắm. Nên bây giờ chú Trung rất là thích con, không biết nói gì nữa, chỉ muốn là con về đội của cô chú thôi. Ly cà phê bán nè. Thôi Nhi bớt Nhi. Em anh Nhi nói gì hay cho con chọn mình anh. Vậy là tự nhiên cái đứng lên cái rồ ra hết vậy trời. Sợ quá à. Trong một đường đua con muốn là người chiến thắng thì chắc chắn phải có người đi cùng. Và cô với chú Thanh Duy sẽ là người đi cùng con. Trời ơi. Với chú Thanh Duy á, chú sẽ có những cái kho bài hát hợp với chất giọng của con. Và khi mà nghe giọng của con và khi bước thấy con bước ra sân khấu, cả cô Khả Như với chú Thanh Duy á là đã nghĩ trong đầu ngay. Chú Duy có một cái kho mà kho tàng bài hát cho con, còn cô Diệu Nhi có một cái mạng wifi đó con. Lên wifi là có nhiều bài hát lắm. Nó mà... cứ lấy đó nó chặt anh đó. Không phải đâu con, nhưng vấn đề là cái mạng nó nhiều lắm. Vấn đề cô Diệu Nhi có biết gõ từ khóa để ra cái bài hát đó hay không thôi. Có từ khóa dễ mà. Search gì nè, bài hát nào bé Minh Hằng hát hay và trong tuyệt đỉnh song ca nhí khiến cho mọi người vỡ òa nó ra. Trời ơi, sao chứ dài dữ vậy. Con có biết không, từ khóa đó là không có thật đó. Nên do đó con hãy chọn những cái điều tuyệt vời nhất. Có cô Khả Như với chú Thanh Duy thì không việc gì phải sợ. Con có sợ không? Bắt đầu sợ nhẹ. Thấy con bé nó đơn nhẹ đó. Con ơi, con đừng có sợ cô nghe. Tại vì cô thích con lắm á. Nha, con có sợ cô không con? Dạ không. Đó, hên quá, không sợ. Tại biết sao không? Bị dễ thương lắm mọi người. Trời ơi, sợ quá. Một cái khoảng lặng nhẹ nè. Mời cô Diệu Nhi. Mấy cô mấy chú ở đây ai cũng thương con, ai cũng thích con hết trơn á. Nhưng mà cô chỉ muốn nói với con một điều này thôi. Nếu như mà con có nhã ý muốn về đội của cô đó, thì cái tinh thần của đội cô, cô muốn nói cho con biết là trên một đường đua đó, chiến thắng hay không không quan trọng. Quan trọng là trên con đường đó con để lại dấu ấn gì cho trong lòng khán giả. Con cảm ơn cô. Đi trên một đoạn đường mà quan trọng con để lại dấu ấn gì đúng không con? Cô chỉ sợ là con không có dấu ấn gì với đội này luôn đó. Vậy hả? Cả đội của chú Thanh Duy và đội của chú Hồ Việt Trung đều là những ca sĩ đi hát nhiều năm. Đó. Và kinh nghiệm sân khấu của chú với chú Trung á là coi như là ngang ngang nhau đó. Cho nên á là con giờ là tùy ở con thấy đội nào mà vui thì con về với đội đó. Đúng rồi, nha. Con thích đội nào con về. Chú vui quá nè, con trời ơi, về đi. Anh ơi, như cái sở thú vậy đó. Thôi bớt con bớt. Thích đội nào thì con cứ đi. Anh Nhi, ngồi xuống. Ok. Vậy sợ đó hả? Sợ con nghe con. Bé sợ. Đừng có sợ con. Thôi bây giờ nè, về cái khả năng âm nhạc là anh Duy với anh Trung là khỏi bàn đúng không? Bây giờ là phải so sánh về cái khả năng âm nhạc của cô Diệu Nhi và cô Khả Như. Để làm sao để cho nó là ngang tài ngang sức và có sự đồng đều. Bỏ qua đi. Hỏi đừng có so sánh. Để tôi hàng sớm tôi chủ trì công đạo tiếp cho. Tôi giúp giùm chị sao cho chị khỏi hát đây. Đây. Hồi nãy á là mẹ Diệu Nhi có nói với con là về đây mình đi tới đâu mình để lại dấu ấn tới đó. Thì tự nhiên cái chú Lập mới nhớ rằng là cô Diệu Nhi đi tới đâu là lông rải tới đó luôn. Đó là một dấu ấn rất là ấn tượng luôn á con. Khi mà chú nghe được cái giọng hát của con á, cái giọng hát của con nó trong trẻo vô cùng. Con thử coi hai đội bên đây đội nào phiêu được như đúng. Con hoặc hơn con thì con về. Chính xác. Xin mời ơi. Nói về phiêu đúng không? Này không ai phiêu bằng nghệ sĩ hài hết. Xin mời Diệu Nhi ạ. Đấy. Lên. Mình lên sân khấu luôn mình mới có cái thần của sân khấu. Đúng rồi. Nhi ơi sao em quéo vậy Nhi? Em đi cái mạnh mẽ tự tin. Ủa sao chị cũng vậy? Ứng ngực lên đi. Đi mạnh mẽ lên. Trời đất ơi.
Nào con gái, con đứng ở phía giữa nè. Nhi ơi, bớt phục vụ. Bây giờ là mình phục vụ bằng một câu phiêu nè. Cái câu phiêu nãy con phiêu sao? Con lên cái một nó lên nóc nhà cho chú. Lên. Yeah. Đủ rồi. Đó, bây giờ là con gái cho chú mượn micro, mời chị Như. Chết rồi. Sao chị Như chị giống như là ai xịt chừng 1000 chai keo lên mặt chị cô vậy? Cô lên. Cô chỉ nói như thế này. Thôi bây giờ tùy tâm, con muốn về á, con về. Thôi đi cô ơi. Bây giờ phải thử thách. Cô phiêu cái câu đó cô không biết, giờ cô hát một bài cô phiêu được không? Được. Vỗ tay cho chị Khả Như. Bạn tôi sáng. Sáng làm gì ạ? Nhìn anh lên chẳng được. Bạn tôi sáng nhìn anh lên giang đường. Bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số. Thằng đi giải thơm đưa làm tiếp thì thế là hát cái chữ đó phiêu sao cho nó đừng có nhạy cảm ta thì đừng xuống, chạy xuống là mệt. Cô tới đó, tới đó thôi, tới đó nghĩ thôi chị ạ. À, đủ lòng rồi, tổ quyết quá. Ok chị truyền cái micro qua cho chị Nhi đó. Nhi nè, một người rất là để lại ấn tượng tốt cho tất cả mọi người, đi đến đâu ấn tượng tới đó. Xin mời Diệu Nhi. Minh Hằng, cho dù có chuyện gì xảy ra, con hãy quên cái hình ảnh chuẩn bị bây giờ nha. Hay quá, lót đường trước hết rồi. Minh Hằng, con nghe không? Cô sẽ hát cho con một câu Chị Đi Tìm Em. Trời, nữa hả? Em ơi, có nghe không tiếng chị? Con thấy không, cái giọng cô rất là vang mà không cần micro luôn. Không cần micro nó vẫn vang như vậy. Ghê thiệt, ghê thiệt. Thật sự. Hay quá. Tại vì cô đeo mic. Hay quá cô. Đâu ơi. Có gạt được con nít đâu bây con giờ. Thông minh vậy lắm. Cái điều này mới thể hiện thấy rằng là con là một người có cặp mắt tinh tường. Thôi nhưng mà bây giờ con chỉ cho cô hát một câu nhẹ thôi. Nhẹ thôi, trời ơi. Nó bỏ con ơi, bây nhưng, giờ đừng nhưng mà không có thử được thách được nữa. Nhưng mà không thử thách là hát gần nữa, hát nhẹ thôi. Cái nãy là cô hát nhẹ rồi đó. Nhẹ hết mức rồi con ơi. Chưa, bé chưa chịu. Con ơi, bây giờ là con thi á, chứ không phải là hai cô thi. Nên mình bớt thử nhau được không con? Vậy thôi tràn về đi chứ đừng nữa là thử nữa. Lộc ơi, cảm ơn em đã giúp anh làm cho hai cái nhân vật phụ nữ đó lên đây hát cho tất cả quý vị nghe. Là bởi vì tuy là đội nhà em á không có gạt cần, nhưng mà bản thân em vẫn muốn thử sức là coi mình gằn giọng được tới đâu, hoặc là mình luyến lấy như thế nào sau những cái từ ngữ trong một cái âm nhạc đó anh. Ừ đó. Nói làm luôn em. Bây giờ là hát bài Chị Đi Tìm Em hay là Bạn Tôi Sáng Nhịn Ăn? Chị Tôi Sáng Nhịn Ăn. Ok. Bây giờ là em xin chỉnh sửa một vài cái lời hát chút xíu để phù hợp với không gian bây giờ ạ. Chị tôi sáng nhìn ăn lên giang đường. Chị tôi sáng đạp xe 20 cây số. Chị đi giày thêm. Chị đi tiếp thì lại đi anh ơi. Lấy lại đi xù ơi, sợ quá. Anh xin lỗi Lập. Nói chung là anh cũng cảm ơn em rất là nhiều vì cái pha hề hước này. Không sao. Hối tay cho Huỳnh Lập về chỗ. Không sao. Em hoàn toàn không muốn mang đến một cái tiết mục gì hoành tráng đâu. Tại vì em vâng. là diễn viên hài mà em muốn vâng. mang đến giá trị về tiếng cười. Vui không con? Dạ không. Thôi giờ về luôn. Tạm biệt chim én bay. Trời ơi, nói làm chi. Lập ơi. Trời ơi. Xem hát được cười nửa mét. Rồi. Không, em quyết định mà em đã từng nói với chương trình, em mang đến màu sắc sang trọng, em không làm trò. Vâng mọi người, nãy giờ Lập vẫn sang trọng đúng không mọi người? Đúng quý vị. Vâng, cảm ơn mọi người. Bây giờ con gái ơi,
con quên hết tất cả những gì phía nãy nha. Dạ. Bây giờ phải bình tĩnh lên. Con nghĩ là con sẽ về với đội của cặp cô chú nào? Dạ. Để tỏa sáng ở dạ. vòng sau. Dạ. Suy nghĩ và đưa ra quyết định. Dạ. Dạ hoài vậy. Suy nghĩ đi. Suy nghĩ nè. Ai bấm chọn Minh Hằng trước vậy ta? Trong một đường đua, con muốn là người chiến thắng thì chắc chắn phải có người đi cùng. Và cô với chú Thanh Duy sẽ là người đi cùng con. Con muốn về đội của... Bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số. Em ơi có nghe không tiếng chị? Chú Hồ Việt Trân. Yeah! Dễ thương không? Chạy xuống luôn. Dễ thương quá con ơi. Vì cái khả năng hát mà để micro mà xa nữa vậy mà vẫn có thể nghe được. Diệu Nhi em xuất sắc quá rồi Diệu Nhi. Cảm ơn cô Nhi. Trả lời cho tôi nghe đi, tại sao bắt tôi hát muốn chết? Bắt Diệu lên Diệu xuống mà không chọn tôi. Thật ra thì chị Nhi, chị Như ơi, mình nên mình là diễn viên mà, đặc biệt là mình là diễn viên nữ nữa, cho nên là mình cần tìm cái nét diễn gì đó nó điềm đạm, nó tinh tế chút xíu. Dưới lố quá em nó chê nha chị nha. Ừ. Ê ơi con Lập ơi, chị nói em nghe này, tại em là diễn viên hề đó. Mà diễn không có hề đó, bớt diễn lại đi. Ủa, hai chị em thương yêu nhau quá vậy. Oh,
con giới thiệu một tí xíu đi. Rồi. Chào con, xin chào các cô chú. Con tên là Hồ Thị Hoài Thương, năm nay con 14 tuổi, con đến từ Hà Tĩnh ạ. Hà Tĩnh trời ơi, quê mình là tỉnh Bình Dương. Con tên là Nguyễn Thị Hoài Ngân, năm nay con 14 tuổi và con đến từ Nghệ An ạ. Ồ, cũng gần gần nhau, Hà Tĩnh, Nghệ An luôn. Hèn chi cái giọng hát tụi con ngọt ngào quá à. Tụi con ra tụi con đẹp, chỉnh chu về cái trang phục nè, hát cũng rất là ngọt ngào nữa. Mình sẽ lắng nghe cảm xúc của cô Hòa Minzy trước đi, bởi vì đây là sở trường của cô hát những cái giọng này rất là hay. Sao thở dài? Sao thở dài? Quay ra bảo người ta chọn rồi còn cố bấm nút. Tại vì thấy em không chọn. Vừa phải thôi, em đang cảm nhận. À, chị cứ kêu em chọn đi cái em không chọn cái chị chọn luôn. Rồi lại cãi nhau tiếp đây nè. Thì hai chị em mình què thôi. Con à, hai con là Hoài Ngân và Hoài Thương. Cô là Thị Hòa. Không liên quan gì hết. Con thêm chữ Y vào là ra Hoài đấy. Hòa mà thêm Y vào là ra Hoài vâng. đấy. Các con đẹp từ ngoại hình, từ giọng hát, cái tên, tất cả mọi thứ đều xứng đáng để có thể trở thành một người nghệ sĩ lớn trong tương lai. Mà các con sẽ còn thiếu những thứ mà cô Hòa đã nhìn thấy, kể cả trong giọng hát. Nghĩa ra nếu cái khẩu hình phát âm các con đúng hơn với thể loại âm nhạc này thì chắc chắn các con sẽ hát hay hơn. Bởi vì thể loại âm nhạc này là thể loại âm nhạc cô Hòa rất là thích hát, là hạnh phúc nếu hai con lựa chọn về đội cô để mai sau chúng ta có thể tạo ra một album âm nhạc với nhau. Về đội của cô nhá. Dạ vâng, cảm ơn cô ạ. Còn chú thì chú sẽ chia sẻ về một vấn đề rằng là một cái sự, có một cái linh cảm mà chú cảm nhận được rằng là chúng ta sẽ thuộc về nhau á. Các con cất lời lên là quay qua: Hòa ơi, anh đảm bảo với em luôn, hai bé này cực kỳ cao ráo và cực kỳ đẹp. Là bởi vì cái chất giọng này giống như là chất giọng của Ngọc Nữ. Cho nên rằng là rất là sao xuyến với chú. Và khi mà cánh cửa này mở ra, ồ, chú đoán hoàn toàn đúng. Tụi con bước ra như hai cô hoa hậu. Rất dễ thương, hai cô hoa hậu nhỏ. Tụi con bước ra một cái là ồ trời ơi, tại sao tự nhiên năm nay linh cảm của mình, cái trực giác của mình nó quá đúng như vậy. Điều đó nó thể hiện được rằng là chắc là tiền kiếp chúng ta là gia đình của nhau đó con. Trời ơi. Nên ngày hôm nay màu đỏ luôn con nè. Cho nên có thể thấy rằng là có một sự liên kết gì đó mà chúng ta không thể nào lý giải được, đúng không con? Cho nên là hãy về đây bằng những cái sự thấu hiểu, những cái lời tiên đoán, những cái sự dự đoán của chú có thể giúp cho hai con có thể thăng hoa hơn và chắc chắn sẽ phù hợp với hai chữ Ngọc Nữ đi hát. Đấy là dự đoán, còn em là em nói về năng lực thật sự. Và hiện tại các con cần phải thay đổi rất nhiều. Nếu tin cô chắc chắn sẽ thay đổi cho các con. Vì cô nổi tiếng là ca sĩ hát giọng bình thường nhưng rất cảm xúc. Hãy tin cô, hãy về với cô. Vẫn là slogan. Ủa, thích đang... ai lắm thì cô mới nói nhiều. Hãy về với cô nha. Đúng rồi. Này, mình về là... với nhau đi con. Thực ra là dừng ngay từ cái đoạn mà Lập là được rồi. Em nói thêm cái em thích là quá, em xin lỗi chị, em thích quá. Bây giờ đội này nói vậy là tôi chờ xem đội vàng nói gì. Hai đứa con hát xong rồi, đến bây giờ chú vẫn chưa tỉnh nữa. Cô khác. Ờ vậy thôi chú ngủ luôn đi, con về đây. Con về đây, chú còn chưa tỉnh đó, con về đây. Chú còn chưa tỉnh đâu, không có tỉnh táo hiểu không? Tại vì chúng đang bị cuốn hút bởi hai giọng hát của hai bé. Thật sự thì có một sự trùng hợp là tụi con cũng có mấy cái bông màu vàng trong áo chú nè. Trời cũng ơi. Chú có dính đúng không? Duy hai có dính đúng không? Tìm. Nói thật sự, công tâm ở đây á, cái giọng hát của con á về với đội cô Hòa là hợp lý. Lúc đầu chú đã kêu cô Hòa bật cần lên để mời hai con về, nhưng mà tại thấy lâu quá chú sợ là mình bị vụt mất đi hai cái tài năng này nên chú mới bật cần lên. Tại chú muốn giọng hát là mình đã nghe rồi, mình muốn nhìn một cái hình chiêm ngưỡng cái dung nhan bên ngoài của hai con, thì bây giờ đây là chú nhìn thấy là một tuyệt tác. Và rất mong chú thì không biết nói gì hơn, bây giờ còn nữa thì thôi bây giờ để cho cô Diệu Nhi sẽ nói. Với lại nãy cô Diệu Nhi nghe hai con hát đó thì cô Diệu Nhi thấy mấy cái nốt cao là hai con hát qua giọng gió đúng không? Thì bình thường là cô Diệu Nhi nói chuyện bằng giọng gió không? Cho nên hai đứa con rất là hợp với cô. Hòa nói giọng gió ngược lại. Cái giọng gió đó. Các con không có sử dụng giọng gió. Ủa sao nó lên cao quá vậy? Ở đoạn cuối là các con dùng giọng pha chứ không phải là giọng gió. Chú nói công bằng như thế này. Cô Diệu Nhi cũng làm được. Chị Nhi, cái giọng hồi nãy không phải giọng gió mà là bị tắt tiếng đó chị. Bỏ mình bây giờ. Em hát bỏ mình á, mình nói thôi. Đàng hoàng. Chẳng nếu về đội của cô Diệu Nhi, chú Hồi Bị Chung, tụi con sẽ cười suốt ngày. Vậy là không học hát luôn. Nói chung là bây giờ con thích ai thì con chọn người đó thôi. Trời ơi con. Rồi,
Cho tụi con chia sẻ một tí xíu về cái cảm giác khi đứng trên sân khấu của chương trình này đi. Bây giờ chú nghĩ là tụi con nên chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống bình thường của tụi con đi. Dạ thì con sinh ra ở một vùng quê, quê của con là ở nông thôn. Con là ở... Con nói giọng nó đi, không sao. Con ở Yên Thành. Bố mẹ con thì làm nghề nông. Từ lúc sinh con ra thì gia đình con bị kinh tế sa sút. Và ngày xưa thì bố mẹ con không thể cho con theo niềm đam mê âm nhạc được. Và năm nay thì bố mẹ con đã mạnh dạn cho con tham gia chương trình ạ. Con muốn gửi lời tới bố mẹ con là con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con ạ. Rất là chỉnh chu đúng không? Rất là trưởng thành trong sự chia sẻ của con. Cảm ơn con với sự chia sẻ này. Và không phải ai, bạn nhỏ nào cũng làm được điều đó đâu. Còn bạn Thương thì sao? Con thì cũng giống như bạn Ngân. Hồi trẻ mẹ con cũng hay đi hát lắm. Bình tĩnh con. Bể, thôi được rồi. Trước khi cho em xin phép lên sân khấu, em không nói nhiều đâu, em xin lỗi chị. Còn cô muốn chia sẻ với các con một điều như thế này. Cô Hòa cũng sinh ra ở một vùng quê rất là nghèo. Bây giờ thì bớt nghèo rồi. Quyết định rời xa mái ấm gia đình của mình để lên Hà Nội lập nghiệp một mình. Lúc cô Hòa 16 tuổi, tức là hơn hai con chỉ có 2 tuổi thôi. Đó, cô tự cầm hồ sơ, tự bắt xe buýt và tự lên Hà Nội để tham gia thi một cuộc thi để vào trường văn hóa nghệ thuật mà cô yêu thích. Đó là một cái niềm đam mê từ nhỏ và chắc chắn là niềm đam mê âm nhạc của con là cũng từ nhỏ đúng không? Cô Hòa chỉ muốn nói cho con là hoàn cảnh không quyết định được số phận của bản thân mình. Bắt đầu tự lập một mình thì cô mới biết là cái nghề nghệ thuật này rất khó khăn. Cô là người hiểu nhất điều này. Nên mong hai con hãy về đội của cô để cô có thể chia sẻ tất cả những khó khăn mà hai con sắp phải gặp trong tương lai. Hay quá. Hay quá. Lại có thêm đó. Một sự yêu thương nữa dành cho tụi con rồi. Giống như sự chia sẻ của cô Hòa, tụi con phải tự tin hơn. Bởi vì đây chính là hành trang bắt đầu cái niềm đam mê của mình thật sự rồi đây. Đây là một sân khấu rất là lớn và chuyên nghiệp. Tụi con có ban nhạc, tụi con có nhà sản xuất âm nhạc, tụi con có đạo diễn hình ảnh rất đẹp, tụi con có rất là nhiều huấn luyện viên giỏi ở đây nữa. Sư Huế đẹp yêu kiều, ngỡ ngẩn lòng du khách những chiều xưa. Hương Giang lững lờ, trăng nước vờn đôi bờ, câu hò vọng xa đưa khúc buồn mơ. Tôi thương nhớ nhiều khi nắng chiều êm trên đường về thôn Vĩ vắng điều hiu, thơm reo núi ngự man mác sâu thiên mù, ai về gửi thương nhớ chốn ngàn thơ.
Chiều chiều trước bên vắng lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thầm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai ở trong. Cho Nhật Quang và Kha Thi. Cái gì vậy? Chị ơi, bài hát người ta ngọt ngào như vậy mà chị cười. Không, chị cười với anh Duy. Chị cười ha ha. Chị ha. Thật sự phải nói là ngọt ngào quý vị hả? Nếu như đúng ngọt ngào, vỗ tay thêm cái nữa. Mình đang coi truyền hình đúng không? Mình tắt cái hình cái tự nhiên nghe giống hai cô gái hát. Tại vì giọng ca của bạn nam này bay bổng và mềm mại, rất là hay con trai ạ. À, còn bây giờ sẽ là ý kiến của các cặp đôi huấn luyện viên. Bài hát này là Thương Về Xứ Huế. Theo chú Hồ Trung biết là nhạc sĩ Minh Kỳ là chú là quê ở gốc ở Nha Trang. Khi một lần chú ra Huế vì cảnh đẹp của Huế và cái tấm lòng yêu Huế, khi chú về chú đã viết lên cái bài hát này. Và hôm nay cái tụi con hát các chú nghe đủ ba miền luôn. Miền Bắc đầu tiên có lúc hát giọng miền Nam có, lúc giọng miền Trung có luôn. Nhưng mà đó là điều hay, tại vì tất cả ở ba miền đều gửi cái tâm tình mình đến về Huế tốt. Dạ, con cảm ơn chú. Cụm từ ngọt ngào dành cho hai con trong bài hát này là chính xác. Nhưng mà sự ngọt ngào các con bị chia khúc, chia đoạn. Có đoạn giữa khi mà các con hò, người nghe cảm thấy rất là hay. Nhưng mà cái đoạn đầu cô lại chưa cảm nhận được cái đó. Mỗi cơ hội trên sân khấu chúng ta chỉ có một thôi. Cô mong là nếu có cơ hội tiếp theo thì các con hãy cố gắng hơn, có những tiết mục hay hơn. Chúc mừng các con. Cảm ơn, dạ, cô Hà Minh. Thật ra nói về cái phần nghe đối với chú như vậy là đã đủ với cái lỗ tai của chú rồi. Còn về chuyên môn cao thì là cô Hà có một sự khắt khe hơn. Mỗi sự khắt khe đều có ích cho mình. Về cái phần nhìn thì chú góp ý một chút xíu thôi. Về bạn nam, chúng ta có rất nhiều cách để lựa chọn cái cách mình thể hiện về mặt hình thể. Có thể là mình feel với cái bài nhạc này nó mềm quá, nên đâm ra là cái động thái của mình nó cũng mềm theo bài nhạc. Và cả hai cùng mềm mại như vậy thì nó chưa có cân xứng lắm. Mình biết cân bằng cái điều đó thì cái bài hát của chúng ta sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều. Tình cảm thì tụi con đã thả hồn vào rồi. Khi mà nghe những lời nhận xét của huấn luyện viên, tụi con sẽ về tập nhiều hơn. Không thể nào bắt một ngày một bữa mà tụi con hát hay được, thích cái dòng nhạc này rồi. Thì chú nghĩ là hai tụi con sẽ làm được nhiều hơn như vậy rất là nhiều. Cố lên, cố lên. Cảm ơn chú. Con cảm ơn chú. Và bây giờ sẽ là ý kiến của anh Thanh Duy và chị Khả Như ạ. Đây là một bài hát rất khó.
và tụi con đã hát rất mượt mà. Và cô nghĩ rằng nếu như mà một khán giả nghe để mà có thể chìm đắm, để mà mình có thể thư giãn, thì đây là một cái bài hát đáng để nghe. Tụi con đã cố gắng rất là nhiều. Và hôm nay khi mà hoàn thành xong bài hát này, cộng thêm nhiều ý kiến của các cô chú ở đây, thì đó là hành trang cho mình rất hài lòng về tiết mục của tụi con. Cảm ơn tụi con rất nhiều. Thanh Duyên sẽ nói sâu hơn một chút xíu. Kha Thi á, là ngay từ đầu cái cách hát của bé là hát lẫy cái kiểu mà quan họ Bắc Ninh ấy. Để chuyển cho bé mà về lại cái này á, rất là khó. Hôm nay là bé làm, con đã bỏ đi hết cái mà chú đã không thích. Cái lúc mà từ con tập chú rất là mừng. Cái thứ hai nữa về Nhật Quang á, cho phép Thanh Duy nói tí xíu về cái phong cách mà Thanh Duy muốn huấn luyện. Thanh Duy không muốn các bé phải trở thành một người khác. Bản thân mình là những người nghệ sĩ, mình phải có cái bản ngã của mình. Mình phải có cái phong cách riêng và định hình của mình. Ở Nhật Quang, Thanh Duy thấy là cái cách mà bé đang làm như vậy là một cái điểm nhấn trong cái cách trình diễn. Cho nên Thanh Duy không muốn thay đổi quá nhiều. Chỉ cần tụi con thoải mái, tự tin, tụi con mới có thể hát hay và làm tốt được thôi. Hãy là chính mình trên sân khấu thì lúc đó mình mới tỏa sáng được. Tụi con nhớ cái điều đó nha, đừng bao giờ thay đổi. Em nghĩ không bao giờ được đánh mất chính mình, nhưng mà mình nên tìm kiếm một cái gì đó tốt hơn với cái cá tính mình đang theo đuổi. Anh Lập không bảo con phải thay đổi, con phải đứng rất là mạnh mẽ, nhưng con bớt đi một tí là được. Con tiết chế lại để làm mình tốt hơn. Đấy là điều mà mình tôn trọng khán giả, em nghĩ như thế. Đúng. Anh Duy nói rằng là chúng ta cần phải giữ cái bản ngã của mình. Đó là một điều rất tốt. Là bởi vì chúng ta không sống vì người khác, đúng không? Chú chỉ muốn chốt lại đơn giản một điều thôi. Có rất là nhiều những bạn hát giống tụi con. Mình phải làm sao để cho mình khác biệt. Cô Hà nói đúng, mình cần phải điều tiết chế cho hợp với... Không, bây giờ nói đây nè. Để em nói với vị trí là một diễn viên. Tất cả chúng ta đều là nghệ sĩ, đúng không? Khi mà chúng ta ở dưới sân khấu, chúng ta có thể là chúng ta. Nhưng mà chúng ta bước lên sân khấu, chúng ta là nhân vật thể hiện cái tác phẩm đó và cái bài hát đó. Các bạn nhỏ nhiều khi cũng chưa thẩm thấu được hết tất cả mọi thứ này, và đặc biệt cần có sự dẫn dắt bởi những người lớn nữa. Ngày hôm nay thật sự anh Duy, và anh Duy có chiến thuật của anh Duy, Hòa Minzy có cái đóng góp ý kiến của Hòa Minzy rất là chính xác. Nhưng ở đây không có đúng và không có sai, chỉ có cái là ở tương lai tất cả chúng ta sẽ làm cái gì tốt nhất cho các bạn nhỏ trong chương trình này, được không ạ? Hồi chúng đứng chính giữa nè. Bây giờ chú nói con nghe không? Dạ có. Có tin không? Dạ có. Rồi, mỗi người đều có một phong cách khác nhau, đó là định hình của trời ban, không ai giống ai cả. Đúng. Nhưng tôi chưa mà. Trời, có cái nhưng nữa hả? Nhưng có. Nhưng cô Hòa đang chỉ cho con là chỉ về con phải học hỏi thêm. Dạ. Chứ không phải là kêu con bỏ luôn cái của con. Cái này nó hay nè, mình phải học. Cái này mình bị dở xíu, mình bớt đi. Nhưng mà hôm nay một điều, khi mà hai đứa hát song ca với nhau, hai người hát song ca. Thầy, anh nói rất hay. Anh nói rất hay, em đồng tình với em. Ủa, em đồng tình với anh. Chú chốt một điều thôi. Không có gì tuyệt vời bằng là một nghệ sĩ có thật nhiều tính cách và kỹ năng để mình có thể lựa chọn cách phù hợp đến với khán giả. Một tràng hoa tay cho Hòa Minzy. Cảm ơn anh Thanh Duy, cảm ơn Hoàng Lập, cảm ơn. Chúng ta là những người nghệ sĩ, chúng ta là những người rất là nhạy cảm. Và mỗi người sẽ có một cái sự thành công riêng, một đối tượng khán giả riêng và có cá tính riêng. Chúng ta nên tôn trọng điều này. Và ngày hôm nay chúng tôi rất là tôn trọng các bạn nhỏ, bởi vì các bạn ấy là những điều tuyệt vời mới để chúng ta có thể rèn giũa cho nó tốt đẹp hơn trong chương trình này. Và thôi, chúc cho tụi con sẽ luôn luôn vui và tỏa sáng nhiều hơn nhé. Cảm ơn tụi con, một tràng hỗ tay cho hai bạn nhỏ. Dạ, cảm ơn cô chú. Vô trong đi. Mọi đứa vậy. Cô bún bò quế. Rồi hai tô bún bò quế ăn. Đi ăn đi con, mất sức quá rồi. Đói bụng quá, nhắc cho cô ăn với. Hồi nãy chú có cảm giác là tụi con hơi trả bài. Tụi con hát là tụi con hát để như thế nào để cho đúng cái nốt đó, đúng cái cao độ đó, những cái luyến lấy, những cái lẫy lẫy của tụi con là phải đúng cái chỗ đó, là phải như vậy. Thì chú lại cảm giác là nó không có sự tình cảm. Chú xin lỗi là chú nói nó hơi thẳng, nhưng mà đó là những gì mà thực sự chú đang cảm nhận. Và chú hy vọng là tụi con hát cái dòng nhạc này thì con nhớ là ngoài cái việc là mình phải hát đúng cao độ, hát thật là mượt mà và ngọt ngào, thì quan trọng hơn là mình phải có tình cảm ở trong cái bài hát đó nha con nha.
Thật sự thì cảm ơn anh Duy. Nói chung là Hòa như thế này như lại cũng giống anh Duy, nhưng mà như lại binh vực thí sinh hơn một tí. Đó là thật sự thì cái bài hát này nó là một cái bài khó với tụi con. Và nhưng mà cô nghĩ là khi mà cô Hòa Minh Di đã chọn cho tụi con thì chắc chắn tụi con phải hát được cô Hòa Minh Di mới chọn. Cô thì cô chỉ nhìn xem cái phần trình diễn của các con thì cô cảm thấy đây là hai thiếu nữ tóc có rất đẹp, tóc dài đẹp ơi là đẹp, nhìn rất là mượt mà, rất là dễ thương. Và tụi con có cái chất dịu dàng đáng yêu đó của những người mà trình diễn ca khúc thể loại như thế này. Và cô nghĩ rằng nếu như vào vòng sau các con trau dồi hơn nữa, và với cái khả năng hát của tụi con cộng với cái khả năng của cô Hòa Minh Di thì chắc chắn phải thành công thôi. Bởi vì thật sự đây là một bài hát khó mà con đã hát được như vậy. Thật sự cô rất là lo ở những cái nốt cao, những cái nốt giả thanh của tụi con làm cô sợ, nhưng mà tụi con hát vẫn tròn trịa, có nghĩa là tụi con có bản lĩnh để làm điều đó và chắc chắn tụi con sẽ làm được. Cộng với cái sự sáng sủa và đẹp đẽ của mình thì chắc chắn sẽ làm cho khán giả thích thôi. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô ạ. Xin được cảm ơn Thanh Duy và chị Khá Như. Còn anh Hồ Việt Trung thì sao ạ? Xin mời anh. Đi về cái dòng nhạc trữ tình quê hương này á, quan trọng ở đây á là những cái nốt nhạc mà tụi con hát lên gió đó. Thực sự là có những chỗ chú không nghe được con hát cái gì. Không có rõ đúng không? Không rõ, chú không nghe được con hát cái gì. Mà hai người cùng hát vô nữa thì càng không nghe rõ luôn. Nó cứ... Những cái góp ý của chú Hồ Bình Trung là như thế đó. Quan trọng là cái bài hát này chỉ cần mình thả hồn tình cảm vào thôi. Nhưng có lẽ là chú nghĩ là tụi con bị tâm lý giống như là chú Thanh Duy nói, là cái bài hát này bị quá sức cho tụi con. Nên tụi con muốn thể hiện cái chất giọng hơn là muốn thể hiện cái tình cảm trong bài hát này. Đúng. Nhưng bài hát này là một bài cần thể hiện tình cảm nhiều hơn. Không cần phải xử lý gì nhiều, chỉ cần nhẹ nhàng bay bổng là được rồi. Về phần em thì em chỉ thấy là do đó hai con quá căng thẳng anh à. Mà những cái bài hát này thấy khó hát chứ bộ. Mà nhiều khi không phải là bài tủ của hai con nữa, mà không phải bài tủ, mình có một cái sự hồi hộp chết rồi, cái này hát sao, là hát vậy có đúng chưa ta. Nó có nhiều cái suy nghĩ trong đầu lắm, cho nên một phần là hai con căng thẳng đó. Không sao đâu, nhưng mà thấy như vậy là tốt lắm rồi. Một bài hát khó mà cái phong cách trình diễn hai con rất là tự tin. Những cái gì kinh nghiệm mà chú Duy và chú Trung chia sẻ là tụi con sẽ rút kinh nghiệm thôi. Không cần nữa cô ạ. Lý do mà em để cho các con hát cùng nhau cái đoạn gió đấy là bởi vì khi một mình các con hát giọng gió đấy rất mỏng. Cái bài hôm thi đầu tiên em đã thấy là các con hoàn toàn sử dụng giọng gió hết trong tất cả các giọng hát của mình. Nên là ngày em mới gặp các con và mới dạy cho các con thêm về cái việc là chúng ta hát thể loại này, nếu mà các con cứ hát gió mãi như thế thì khán giả sẽ không nghe được bất cứ một cái lời gì cả. Và người nghe nó cứ bị ở bên trên mãi mà người ta không có cảm nhận được cái tình cảm đấy. Ngày hôm qua thì các con còn hát là vẫn còn bị phô nè, và vẫn còn chưa được đúng cái giai điệu. Nhưng ngày hôm nay thì Hoài Ngân đã hát rất là đúng những gì mà em đã dạy. Em rất là hy vọng các anh chị và tất cả quý vị khán giả có thể hiểu được là đây là một thể loại âm nhạc rất khó. Và nếu không phải là những người có sẵn một cái khả năng với dòng nhạc này như hai con thì sẽ không thể hát được. Chỉ dám động viên các con là tình cảm hơn, ngọt ngào hơn và hát thay đổi cái cách hát của mình đi, đừng hát giọng gió mãi. Còn lại tất cả mọi thứ về việc chọn bài hát khó ngày hôm nay thì đó là do lỗi của em. Nhưng mà so với tất cả những gì mà các con đã tập với em trước khi mà lên sân khấu ngày hôm nay thì đây là một sự thành công đối với em và với các con. Thực ra anh muốn nói một ít thôi. Hòa ơi, thực ra là cái cách mà Hòa đang huấn luyện á rất là giống cái cách mà anh đang huấn luyện các bé. Cách mà em chọn bài, rồi cái cách mà em đưa bài cho các bé xem là các bé có thích hay không. Vâng. Quan trọng nhất là tụi con phải thích. Các bé phải thích và tự các bé thấy các bé là có thể làm được hay không. Và bản thân mình là huấn luyện viên thì mình sẽ đưa ra những cái lời khuyên để cho các bé biến chuyển theo cái sự hướng dẫn của mình. Anh có cảm giác em có buồn ở trong đó, nhưng mà thực ra là cuộc sống của mình mà sẽ có những lúc mà mình làm sai. Và sẽ có những lúc mà mình cần phải thấy cái sai đó và mình đứng dậy để mà mình cho một cái gì đó nó tương lai nó tốt đẹp hơn, nó tươi mới hơn. Em cũng muốn hỏi hai con ý, cô chỉ hỏi đúng một câu thôi, là không biết cả hai con có thích bài hát này không? Dạ con thích ạ. Con cũng thích ạ. Đó. Vậy được rồi. Vậy được rồi. Không, thực sự là bài hát này là một hát rất là khó, tụi con đừng có buồn. Tại vì chú biết là cũng rất nhiều người mà đưa bài hát này cũng khổ sở lắm. Trong đó có chú. Chú nữa. Thật ra trên đời này có rất là nhiều cái khó, nhưng mà không phải vì nó khó mà chúng ta không làm được. Chúng ta còn phải thử sức. Giống như ngày hôm nay, hoặc là những bé khác có thể mắc những cái lỗi lầm này, những lỗi lầm kia. Và từ những cái đó, những cô chú ngồi ở đây thấy những cái điều đó và góp ý cho tụi con. Còn nếu như tụi con nằm ở mức an toàn quá mức thì tụi con sẽ không có những bài học kinh nghiệm. Tụi con đã có một sự trải nghiệm vô cùng chân thực trên sân khấu này. Cho dù ngày hôm nay chúng ta có những cái gì đó chưa
như ý mà mình mong muốn. Nhưng tiềm năng của các con có, chứ không phải không. Cho nên rằng là những gì mà tụi con thể hiện ngày hôm nay chắc chắn sẽ được ghi nhận trong mắt của tất cả mọi người. Và chú hy vọng rằng là chú không cấm tụi con buồn, nhưng từ những cái buồn đó chúng ta sẽ phải nhìn lại mình khiếm khuyết chỗ gì, mình sẽ sửa những chỗ đó, để biết đâu đó trong tương lai tụi con sẽ chinh phục lại bài hát này một cách tuyệt đỉnh nhất. Xin được cảm ơn rất là nhiều những lời nhận xét chân thành từ các cặp đôi huấn luyện viên dành cho hai bạn nhỏ trên sân khấu. Phải nói một điều nữa là hai con ngày hôm nay quá là gan dạ, và tụi con đã vượt qua hết tất cả những cái thử thách của cô Hoàng Minzy từ trong đội của mình rồi. Và chúc cho tụi con sẽ may mắn ở trong tương lai nhé. Một tràng hốt tay cho hai bạn Hoài Ngân và Hoài Thương. Cảm ơn tụi con. Người thờ thang, xong đến chuyện người thì nở na, xong đến chuyện mặt hàng thời trang, lỡ cuốn người người đọc vào bản sao. Cô ơi, mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một gì gan đàn, khóc lóc về chuyện tình dở dang, lên bao hình thì đầy một trang, ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia hùa với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này, và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào thông tin miệng nói cồn cào, bà Hoa lấy ra lời vào một ngày mai ngon nhau, nhớ nhau, nhớ nhau. Từ ngày vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Chuyện bạc tình có lẽ anh hơi ngây ngô, em đang hơi vô, không có lời vào màn hình TV đêm ngày trông cho vô trong trí. Như thơ, như đi gamble, ôi thật bất ngờ. Chết sốc, những âm thanh xôn xao đang mời chào. Chỉ cần gì ở đây, tôi muốn đẹp xuất sắc thì ngồi vào đây, tôi muốn đẹp xuất sắc thì điền vào đây. Không có gì thì mình sẽ muốn nơi. Tôi muốn những nắng đông xôn xao đang hô hào. Hát thì thầm về tôi muốn hát thì thầm về tôi. Mơ ước được cuộc đời như tôi, đẹp mỗi đầu để nằm mơ môi tôi. Điều quan tâm nhất là anh kia hùa với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này, và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào thông tin miệng nói cồn cào, bà Hoa lời ra lời vào một ngày mai nhớ nhau, nhớ nhau, nhớ nhau. Từng ngày vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Chuyện bạc tình có lẽ anh hơi ngây ngô, em đang hơi vô. Trông cho cao trong chi ông về một thế giới như mơ như thơ như ly kem bơ, ôi thật bất ngờ. Cảm ơn vũ đoàn Ô và huấn luyện viên của mình Khả Như và Thanh Duy. Ở dưới á, anh ngồi dưới anh nhìn lên sân khấu, anh nói trời ơi chị Như đẹp quá, quá chị Như. Hôm nay chị đẹp quá chị ơi. Thật sự là nó đẹp vì thần thái của chị ạ. Mỗi một cái cách di chuyển của chị lại xử lý cái làm chủ được bộ váy của chị, làm nó không hề bị lộ liễu hay không hề bị một cái gì rất nhìn phản cảm hết. Rất rất là tinh tế. Sau đó thì anh Duy xuất hiện,
Trời ơi, đẹp không kém, thật sự luôn. Mà các anh chị diễn với nhau vở này, đây là một cái vở mà cô Hoàng nghĩ là cô Hoàng thích nhất của các con từ trước đến giờ luôn. Chúc mừng các con rất là nhiều. Dạ, con cảm ơn cô. Trong cái bài hát này phải chuyển giọng, gằn giọng, phải làm sao cho nó diễn xuất được các cảm xúc ở trong cái bài này cực mà kỳ khó. Em thấy chuyển rất là nhanh luôn á. Yeah. Đang hát này cái chuyển qua hồi, cái chuyển qua chuyển lại rất là nhanh, mà hai con rất là bình tĩnh. Mà lúc mà hai con vừa mới bước ra, cô Nhi thấy ồ, bữa nay hai bé thấy có một cái sự trưởng thành ở ở cả cả bên ngoài lẫn ở trong giọng hát, thấy khác hẳn những cái tập trước luôn. Tập cái này cái chắc khó lắm ha. Thấy mọi người di chuyển nhanh, nếu mà không tập trung á là sẽ bị đụng liền. Tại vì quẹo màng. Chính vì lý do mọi người thuần thục này kia mà coi bị hút, cho nên em cảm thấy ủa sao tiết mục này em vừa mới bắt đầu mà sao nó nhanh dữ. Còn muốn coi nữa, rất là hút luôn. Chúc mừng cả nhóm, chúc mừng hai con nha. Đi vào các con thì sẽ được vào vòng trong. À, chắc cho chị chia sẻ chút xíu. Các bé có một cái sự nỗ lực kinh khủng lắm. Chắc mọi người cũng biết là khi mà diễn mà nhạc kịch mà những cái tiết tấu nhanh như vậy á, nó không chỉ về nhịp nữa mà nó là thần thái. Mà hai bé này nó có một cái sự mà khi tập á thì nó lù lù, nó không có làm như vậy đâu. Đây là một cái trường hợp rất lạ. Thường người ta tập 10 á, người ta sẽ diễn khoảng 8-9. Còn hai bé này là nó tập khoảng 7-8 thì nó diễn là 10. Nên khi mà mình tập mình không có đo được cái bé này như thế nào. Chỉ biết là bây giờ phải tin con thôi. Cảm ơn hai con đã dạy cho cô được một cái bài học, đó là phải tin nhau. Cảm ơn tụi con đã làm thật tốt cái này. Cảm ơn rất nhiều. Thank you. Và đó là Quốc Hưng và Giả Uyên đến từ bộ đội huấn luyện viên Khả Như và Thanh Duy. Gì? Ê, không mấy mình đi ra lại đi. Tôi thấy ở ngoài kia rõ ràng á, chỉ mũi tên vô trong đây á, ghi là khu vực cấm vào. Ba tôi nói á, cái gì mà hả nó cấm á là nó nguy hiểm lắm á, mình đừng có vô, đi về đi. Trời ơi, đi phượt cái tôi mà sợ cái gì. Đi có tôi là đừng bao giờ sợ đấy. Người đàn ông mạnh mẽ nè. Gì vậy? Yên tâm đi, đàn ông này không sợ gì hết trơn á. Đi. Nè nha, ông hứa có chuyện gì là ông phải bảo vệ tôi đó, nghe chưa? Đi thôi, đi. Ai cho đi đâu mà đi? Vậy? Cái gì vậy? Ai vậy? Ôi! Ôi! Ông này, ông này, ông này. Thấy chưa? Tôi đã nói khu vực cấm vào là nguy hiểm lắm đó, thấy chưa? Đây là khu vực cấm. Ai cho cái người vô đây? Bắt con hỏi lại cho ta. Chị ơi, khoan chị ơi, đừng bắt em. Nhà em có một, ba má đang chờ em về. Chị bắt em không có làm gì được hết trơn á. Em làm biếng lắm. Em biết ăn nè, biết ngủ nè, chơi game nè, chứ không biết làm cái gì hết trơn á. Trời ơi, bắt em về không có làm gì được đâu, lau nhà được chứ không biết đâu. Đừng bắt em mà chị ơi. Bắt tụi em đi. Yên tâm đi, hai chị em tôi bắt hai người về không có làm gì đâu. Người yên chỗ à. Trời ơi, sướng quá trời, yên chỗ. Ủa, bị bắt về mà ngồi yên có một chỗ à hả? Không cần phải làm gì hết. Ủa, vậy bắt tụi em về chi vậy chị? Để làm mồi cho hai tụi tôi đó. Làm sao ta? Có nghĩa là ăn thịt đó. Không nói nhiều nữa, bắt nhớ lòng mong thịt cho ta. Ba má ơi, cứu con với ba má ơi.
trọn đời mình mong muốn ta là yêu đời. Hãy đến đây sang trong giấc mộng lệnh và ngày ngày sẽ đón bên nhau người ơi. Có chuyện gì mà ổn quá vậy? Hả? Bà biết cái tin gì chưa? Chưa. Có hai người lạ dám đột nhập vào địa bàn của mình đó ba. Ai? 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 Ai dám đột nhập vào địa bàn của ta? Ai? 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 Hai người này ba, hai người này nè ba. Số đi ba. Bác ơi, con vô đi chơi thôi, con đâu có làm cái gì đâu. Mà hai chị đó bác, hai chị là bắt con ăn thịt đó bác ơi. Ủa? Nhưng mà tại sao tụi con lại bắt người ta làm thịt hả? Nghe ba dặn nè, con người phải biết thương yêu lẫn nhau, không được nhốt người ta, không được thịt như tay ra ăn, nghe rõ chưa? Thả người ta ra. Dạ. Nghe rõ chưa? Dạ. Bay đâu? Thả người ta ra. Rồi. Không cần, em vui. Đây, đây, dạ. Dạ. Thưa bác, nãy giờ tụi con có thể thoát ra được, nhưng mà tụi con lịch sự lắm, chừng nào hả người lớn cho phép á tụi con mới dám ra. Dạ. Dạ, bác ơi, con cảm ơn cả nhà của mình. Chào tạm biệt mọi người, con đi về. Quay. Thưa bác, đây không phải là nhà vệ sinh công cộng. Muốn ra thì ra, muốn vô thì vô. Bây giờ sao bác? Hai người từ đâu đến? Dạ thưa bác, tụi con từ Sài Gòn tới. Sài Gòn là ở đâu? Dạ, Sài Gòn cũng gần đây thôi à bác. Sài Gòn đẹp lắm á ha. Dạ Sài Gòn đẹp đó bác ơi. Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn... Ê ê, dạ tụi con muốn đi Sài Gòn chơi không? Dạ muốn. Chờ ba một chút. Hai anh chị ơi, hai anh chị có thể dẫn hết nguyên bộ lạc của tôi đi Sài Gòn chơi được không? Cha, bộ lạc của mình hơi đông á, mình di chuyển bằng cái gì mới đủ đây bác ơi? Chờ tôi một chút. À, ủa, bác ơi bác, cái bè này có chút xíu à, sao mà chứa đủ nguyên cái bộ lạc của mình vậy bác? Người ta nói là cái bè này á, là cái bè thần kỳ đó. Thần kỳ vậy bác? Nếu mà nhiều người lên, thì cái bè này nó sẽ càng bự ra, càng bự ra. Wow. Ồ, hay quá, vậy mình lên thôi mọi người ơi. Đi, 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 đi Sài Gòn đi, lên đi, đi. Ôi, đúng rồi nè bác ơi, bác nhìn nè, lên hết trơn rồi mà cái bè nó vẫn chưa nở ra luôn bác ơi. Thôi mình đi đi nha. Chào tạm biệt bác. Ơi, còn ba cha con tôi nữa ơi. Quên quên, còn gia đình bác nữa, nhưng mà bè hết chỗ rồi bác ơi. Thì ẩm tôi lên. Trời ơi, nó lên, ẩm lên. Rồi, đi Sài Gòn thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho Minh Hằng và Ngọc Nhi. Đặc biệt hết là cảm ơn vũ đoàn Rồng Con và bạn nhỏ bé Tiên Tiên. Bắt cóc Tiên Tiên ở lại. Bộ lạc của bạn bắt cóc tụi tôi hả? Bây giờ tụi tôi bắt cóc bạn nè. Giờ cho chú Minh Sù đứng kế Tiên Tiên xíu đi. Con hỗ trợ cho bạn xong con thấy làm sao? Dạ, cảm giác con rất vui. Vui. Thì con có muốn tham gia chương trình này ở những mùa sau không? Dạ, con cũng muốn ạ. Muốn hả? Bây giờ mình diễn xuất là được không mọi người? Nãy giờ diễn được không? Tiên Tiên diễn ok chưa? Bây giờ mình hát thử coi coi các cô, các chú dưới có chọn mình không, muốn mà mùa sau mình đi thi nè. Bẻn lẹn. Đâu thử coi. Ngại quá hả? Hát đi con. Vỗ tay hát cho Tiên Tiên hát, hát đoạn thôi. Hát cao thôi. Hát bài nãy luôn được không? Biết xa là mãi xa xa xa, nhưng có chim bồ câu đang bay về. Lắng nghe là lắng nghe bạn ơi. Trời ơi con hát mà mấy chú ban nhạc không biết theo con làm sao luôn. Không biết vô cái tông nào cho hợp lý luôn á. Hát mà rụng lông luôn ông ơi. Chú nghĩ là ngày hôm nay là rất là cảm ơn con đã đến hỗ trợ cho hai bạn nha. Con có muốn chúc gì hai bạn không? Dạ con chúc là hai bạn sẽ thi thành công và rất là thành công. Cảm ơn Tiên Tiên đã đến với chương trình tuần này và hỗ trợ cho hai bạn nha. Rồi high five. Yeah. Cảm ơn đối với bạn con nhiều nha. Dễ thương quá à. Cảm ơn con. Gốc Sài Gòn. Vô trong đó còn gốc Sài Gòn nữa. Giật cả mình luôn á. Thật sự. Qua từng tuần thì chúng ta sẽ có những cái sự hấp dẫn bất ngờ khác nhau đúng không ạ? Và tuần này lại là một lần nữa. Cảm ơn tụi con đã mang cái sự mạnh mẽ đến với chương trình của chúng ta. Và bây giờ xin mời Hoa Minh Di và Hình Lập trước ạ. Cảm xúc của mọi người như thế nào? Cái tiết mục của mình á, nó gần gần như là một cái vở kịch mà nó có ca hát nhảy múa đủ thứ, gọi là tập kỹ luôn á. Chú rất là khuyến khích tụi con cập nhật cho mình nhiều cái kỹ năng hơn nữa để cho con có một cái tương lai gì đó ngày càng phát triển. Chúc mừng tụi con. Con cảm ơn chú. Cảm ơn đội lấp lánh rất nhiều. Còn bây giờ xin mời anh Thanh Duy và chị Khá Như. Chú chỉ thấy là đây là một tiết mục rất là hấp dẫn. Hồi nãy thật sự là chú bị dính vô trong cái tiết mục của tụi con đó. Tức là chú ngồi đây và chú đang tưởng tượng giống như là mình cũng đang ở trên cái hòn đảo đó. Chú coi tiết mục rồi chú cảm thấy rất giải trí, rất dễ chịu. Tiết mục rất là hay của ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you. Mời gia đình nhà mình bây giờ sẽ được chia sẻ cảm xúc của mình tí xíu nè. Xin mời anh Trung và Dụ Nhi. Cô đã cùng tập với tụi con rất là nhiều và con cảm thấy bên trong tụi con có rất là nhiều nghị lực. Tiết mục này nó còn dài hơn những cái tiết mục lần trước nữa mà các tụi con phải tập trong cái thời gian rất là gấp rút. Cảm ơn tụi con rất là nhiều khi mà tụi con cũng đã cùng với tập thể nhóm của mình, cùng với chú Trung và cô đã cố gắng hết sức mang lại một cái tiết mục hay cho chương trình. Cảm ơn hai con. Dạ con cảm ơn cô. Ngày hôm nay tụi con rất thành công với bản thân tụi con rồi. Tụi con đã hóa thân vào rất nhiều nhân vật rồi. Mỗi ngày tụi con sẽ học hỏi thêm được nhiều hơn nữa. Và sẽ sau này sẽ là những ngôi sao trong tương lai. Cảm ơn tụi con rất nhiều đã đến với cuộc thi này. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn các huấn luyện viên. Một lần nữa chúc mừng cho hai bạn nhỏ đến từ bộ lạc của mình, Ngọc Nhi và Minh Hà. Minh Hà, cảm ơn tụi con. Rất là vui đúng không? Nào vào trong thôi. Yeah. Nhìn đi, không có gì hết. Ông ba, ông ba, hòa bình rồi. Hòa bình, hòa bình rồi hả bà? Nhìn cái, trời thì quang mây thạnh. Đây đây, qua đây coi nè, coi nè. Cây cối nó xanh tốt, không có hoang tàn như hồi xưa đâu, đúng không? Đúng không? Bây giờ mình đây nè. Mọi người coi kìa. Xong mấy đứa nhỏ. Trời ơi, thằng Lập với thằng Trung nó nhờ kìa kìa. Cởi truồng tắm xong thấy cưng không? Thương ơi là thương, thấy chưa? Tôi già rồi.
lú lẫn. Thiệt luôn á, tôi nói ông là trời ơi, coi người ta đi gặp ngoài đồng á vui vẻ. Đừng có nằm mơ vậy nữa nha. Hòa bình rồi. Tôi nói ông nghe nè. Hòa bình rồi hả? Ông là thuộc cái dạng mà tao nói hả? Tôi đi bao nhiêu năm, súng đạn bắn không chết, bị ông hù riết có ngày chết theo ông. Thiệt. Thôi cái mà. Gì đâu mà. À, mấy đứa nhỏ qua thăm ông á. Mấy, ê, đâu? Mấy đứa nhỏ đi mấy đây. Nhỏ qua thăm ông bà hả? Đâu rồi? Dạ, dạ con chào ba, con chào bà ba. Qua đây, ngồi xuống. Nó tới nãy giờ mà nó thấy ông rần rần rộ rộ trong này, nó đâu có dám vô. Ngồi đi con, ngồi đi, ngồi kế ông ba nè. Đón coi ai. Hưng. Thằng Hưng đây hả? Trời ơi, còn con này là, à, con Quyên, con cô Quyền đúng không? Đúng rồi, con Quyên, con cô Quyền nhà ở vườn Thượng Quyển đó. Ừ. Rồi, ý, ba. Cái gì? Leo lên cây dừa, chặt mấy buồng dừa xuống đây cho tụi nhỏ uống. Tôi chứ đâu phải đời ơi, đâu mà kêu tôi hái dừa hoài. Trời đất ơi, bây giờ tao nói nó thích thì nó cứ đi hái đi con, cứ tự nhiên. Tại vì á, tôi thấy trong mắt tôi lúc nào bà cũng như 18, 20. Cho nên á là tôi quên. Ôi, nó bậy à. Mà tự nhiên đây mặc mấy bộ đồ này vậy con? Làm dạ, gì? Dạ, tụi con đi tập văn nghệ. Tập văn nghệ hả? Dễ thương nha. Mặc mấy cái bộ này làm cho ông ba nhớ tới ngày xưa. Ông ba cũng còn sân sần. Ông ba cũng còn cơ bắp. Ông ba bắn lìa. Ôi mà giết ông ba bao nhiêu quân địch tới trên đời. Thôi 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 ông ba. Cái gì? Ai tới cũng kể thiệt á, mắc cỡ cũng chết luôn. Dạ tụi con biết rồi. Ê, tụi con biết chuyện ông ba hả? Dạ. Tụi nhỏ, ý bà tụi nhỏ biết chuyện của ông ba kìa. Biết thiệt hả nói? Chứ không biết mà nói làm bậy bà ông giận bỏ ăn là khổ tao. Dạ con biết thiệt mà. Biết sao ai kể mày nghe? Dạ nghe mấy người lớn kể. Người lớn kể về tôi nha. Đây, người ta kể vậy nè. Kể về tôi nha bà con nha. Kể về ông ba này nha. Ủa, mấy đứa nhỏ trời. Có anh ba Hưng, gió thiệt nông dân. Đi lên hơn Nam Đường, vừa mới được quân chương. Thằng Sáu thì anh nó mừng, thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn. Nó khen anh hoài. Nó nói rằng anh có tài. Nó nói mới một năm nhỏ nói về tôi có đúng không ạ? Ha! Lấy lưng một thời oanh liệt, nay còn đâu? Giờ còn cái xác già này thôi. Bà, tụi nó kể đúng ghê bà. Ê! Chuyện gì vậy? Ủa, sao vậy? Ê! Ủa sao giận? Ê! Ủa! Ê! Ê! Ông biết rồi, bà tuổi thân, tại tụi bay nghe mọi người nói tốt về ông quá. Mà bà của bay ngày xưa cũng lừng lẫy, cũng dữ dội lắm chứ bộ. À con biết rồi, biết bà hả? Ba đừng buồn nữa nha. Buồn gì, hồi xưa mình cũng dữ lắm đó, mà không ai nhớ gì hết trơn á.
Dạ, dạ tôi cũng nhớ, tôi cũng biết à. Nhớ gì, biết gì? Dạ, năm ấy bà ba vừa tròn 18 tuổi. Từ nhỏ nó nhớ đó nha. Tuổi em vừa tròn đôi mươi 18, em cài mái tóc con gàng đi từng bước dưng dàng. Trẻ trung đôi mắt em mở to trong nhắm hàng mi xanh thắm. Còn con lưng em áo bà ba, dài em căng lên chứ thằng da. Nào ai có ngờ chi từ tay đại trăng ai thắt là mà. Chân em phơi phới bay trên hè phố. Trong hơi mùa giang em sang loại xuống em sang trời. Băng 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 đúng. A xe tăng chơi ngay trên hè phố. Và đó là Quốc Hưng và Gia Uy. Thật quá. Cảm ơn Phương Việt. Đặc biệt hơn hết là cảm ơn hai ông bà ba quá là dễ thương, Thanh Duy và Khả Như. Trời ơi, thích quá luôn á. Thích luôn Lập. Trời ơi, rất là ham luôn á, mê vô cùng luôn á. Các con diễn giỏi quá nhờ. Trời. Hòa Minh Di thì có một cái sự ngưỡng mộ của đội của anh Việt Trung. Còn chú là rất là ngưỡng mộ tụi con bên đội của cô Như với lại chú Duy. Là bởi vì cho tụi con có thể kiểm soát được hết tất cả mọi thứ trên sân khấu. Mặc dù trên sân khấu có rất là đông người, người này kéo người kia giật, mà con tương tác người này người kia, mà con vẫn giữ được cái giọng hát của con. Mà tụi con diễn nữa, có nghĩa rằng là chính xác tụi con là một cái hồn, cái tiểu phẩm luôn. Hai cô chú phụ họa cho tụi con thôi. Nhìn lên là thấy hai tụi con không, hai cô chú mờ nhạt. Vỗ tay. Hay quá. Cái tiểu phẩm này nó nhắc nhớ về những cái vị anh hùng, những cái người đã có công cho đất nước, nhưng mà nó rất là vui tươi, nó rất là nhẹ nhàng, và tụi con truyền tải bằng một cái sự hồn nhiên của tụi con. Nhìn vào tự nhiên thấy một cái tương lai tươi sáng luôn với tụi mình, và tụi con đã làm rất tốt cái điều đó luôn. Chúc mừng tụi con. Dạ, tiếp tục anh sẽ mời chú Trung và cô Nhi. À, thật sự thì Hồ Mỹ Trung rất thích tiết mục này. À, bốn đứa con diễn rất là một phần. Xin lỗi. À, xin chân thành cảm tạ gia đình của mình. Lộn, bốn người diễn rất là khớp với nhau, rất là duyên dáng. Nhất là Thanh Duy, cái cảnh đầu tiên diễn trời ơi xuất sắc quá trời. Còn Khả Như thì bỏ ra con đó, nó con nào duyên câu đó luôn á, ngồi cười bác biết bao nhiêu luôn á nha. À, thật sự là tiết mục này hồi bữa chúng là thích. À, hai con rất là may mắn về đội của cô chú, và hình như là những cái gì mà cô chú có là truyền tải hết cho tụi con rồi. À, cái sự mà hát hay, hát tài của chú Duy và cái sự duyên dáng của cô Khả Như truyền hết cho tụi con rồi. Chúc mừng tụi con rất nhiều. Cảm ơn chú. Mà quan trọng á là cái tinh thần bài hát á y như là một gia đình ở ngoài đời thật sự luôn á. Nhi rất là thích những cái mà lý lắc ở trong cái ánh mắt tụi con á, tụi con diễn á, nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là tự nhiên đó. Nó liến thoáng như vậy nè, nhìn thấy cưng chịu không nổi luôn. Mà bốn người giống như là ngoài đời là hai người đó thôi, mà đẻ ra hai đứa này vậy, kiểu vậy á, gia đình đi diễn văn nghệ chung với nhau á. Nhìn nó không phải là diễn. Cô Nhi. Cảm ơn cô Nhi. Khi mà tiết mục này được khen á, con có sướng không? Thích không? Thôi cô đứng đây mà cô thì có muốn nở cái người mình ra bự bằng cái phim trường luôn. Cái nở mà kiểu mà để nó chén chè lên được. Mèo biết là nó thật sự nó không có quá hoành tráng đâu, nhưng mà nó làm cho mọi người ở đây thích. Nó là một cái điều thành công. Tại vì lúc tập thì cô Như khó quá phải không? Nhưng mà cũng tội nghiệp anh Duy là ổng ngồi kế bên, ổng nói giờ anh làm gì. Cái gửi cho ổng một cái kịch bản rồi cái bắt ổng lên sân khấu ổng làm, cũng tội nghiệp ổng lắm. Ổng sợ dữ lắm nhưng mà cuối cùng ổng làm được, đúng không ạ? Yeah. Anh Duy không làm được đâu mà.
Anh làm thấy cũng được đó. Nói chung là tụi cũng mình được. Cứ tin vào nhau là được rồi. Cảm ơn các con nữa. Chị Như biết không, thật sự là khi mà ngồi dưới cái tinh thần á, nó quan trọng kinh khủng luôn á. Tất cả mọi người làm cho cái bài hát này nó trở nên ngọt ngào này, nó tự nhiên và nó đáng yêu, giống như cái tinh thần của đội mình mang lại trong chương trình Từ Đỉnh Sau Ca Nhí mùa thứ 3 này. Một lần nữa chúc mừng. Yeah, yeah. Ôi là la, ôi là la. Yeah. Cảm ơn cho hai con. Yo. Yeah. Ủa rồi bận. Em vừa tròn đôi mươi 18, em cài mái tóc con vàng đi từng bước dừng vàng. Trời đất ơi, bây giờ là có tuổi đầu nha, chứ không có tuổi em vừa tròn đôi mươi 18 nữa đâu nha. Trời ơi, mẹ ơi, con buồn quá à. Ra đời con mong được nghe tiếng mẹ ấu ơ, rồi luôn biết cất lời con mong được cất tiếng gọi mẹ cha. Phần đời mồ côi con đâu mất gì con, chỉ cầu mong sao luôn có bước giao đời mang thân phận đứa trẻ mồ côi, chẳng biết cha mẹ ông bà hay là người thân. Phận đời mồ côi sớm hôm thui thủi mình giờ. Chị bán é quá à. Em bán được không? Dạ em cũng không bán được. Vậy là chiều nay về mình phải bị ăn đòn hả chị? Nhưng mà em cũng không muốn bị ngủ đâu. Thôi ráng đi em, chắc mẹ cũng thông cảm cho mình á. Đi bán tiếp thôi em. Dạ. Lại ông đi qua lại bà đi lại, làm ơn, làm ơn cho tôi một ít tiền đi. Lại ông đi qua lại bà đi lại. Ai da, trời đất ơi, nãy giờ mệt muốn chết luôn. Nè, hai đứa béo. Dạ. Sáng giờ có bán được gì không? Dạ, hả? Con không bán được. Cái gì? Hồi sáng giờ, giờ tới chiều luôn, từ chiều tối luôn mà không bán được luôn hả? Dạ. Còn mày, sao? Có bán được không? Dạ, sáng giờ con bán không được. Mày cũng bán không được luôn hả? Trời đất ơi. À, mày đâu đi chơi con. Hồi sáng giờ tao nói mày sao? Hả? Tại sao mày... Ơ, đau quá à, đau quá mẹ ơi, đau quá.
hồi sáng giờ mày làm cái gì? Con ca bài phận mồ côi. Mày ca phận mồ côi, mày ca phận mồ côi không xong thì mày phải ca cái giọng cổ cho đời người ta nghe, người ta mới mua được chứ. Ca đi mày. Mẹ cha ơi, sao nỡ bỏ con với dòng đời lưu lạc, mặc vô ta mưa xa tới ta tâm thân gầy. Lẽ bóng thân cô trên cõi đời này, mẹ cha là ai, làm sao con hình dung được, bởi vừa cất tiếng chào đời con là trẻ mồ côi. Con vẫn lẩn thầm gọi mẹ cha ơi. Trời ơi, hay quá trời. Hả? Trời, con hát hay quá vậy con. Trời ơi, con hát hay dữ vậy. Con bán vé số đó hả? Trời ơi, bán vé số mà hát hay quá trời vậy. À, để chú mua ủng hộ cho con nha. Dạ. À, đây hồi chú mua hết luôn nè. Ủa mà con đó. Cảm ơn trời. Chú. Ủa, rồi con ở đây, ba mẹ con đâu? Trời đất ơi, sao vậy con? Hả? Ba mẹ con bỏ đây một mình. Trời, sao tay chân con chạy hết trơn trội vậy? Ai đánh con vậy? Bây giờ ai đánh con? Nói cho cô chú biết đi, ai đánh con? Con nói đi. Thôi giờ gì nè, con ăn cái gì chưa? Chưa hả? Thôi vậy thôi, đi về đi. Cô nấu cái gì cho con ăn nha. Đi. Cô chú ơi, cô chú ơi, cho con tiền với cô chú. Chị. Đây chị, em cho chị hết tiền. Dạ. Đi. Đi nha con. Đứng lại cô chú ơi. Sao vậy chị? Cô chú nghĩ sao vậy? Cô chú nghĩ sao cô chú dắt con tôi đi vậy hả? Ê, vậy là sao vậy? Chị là lừa đảo lừa gạt con. Lừa đảo lừa gạt cái gì? Chú lừa đảo lừa gạt hồi nào? Chị chăn dắt em bé đúng không? Chị bắt mấy nhỏ rồi chị hành hạ tụi nó đúng không? Trời đất ơi, nó là con tôi mà, tôi có quyền hành hạ, tôi có quyền lãnh đạm nó chứ. Trời ơi, chị nói gì kỳ vậy? Mắc cười quá, mấy người là ai? Mấy người định dắt con tôi đi hả? Mấy người định bắt cóc tôi, con tôi hả? Bắt cái gì? Mấy người muốn tôi thừa không? Thừa cái gì? Mọi người ơi! Có người bắt cóc con Đức nè! Nè! Chị có cái gì? Coi chừng tôi đó! Coi chừng cái gì? Đi! Sao vậy? Mày hả nha mày? Nha! Cái mặt của mày á, mày định đi theo người ta hả? Nhưng... Mày dắt theo người ta hả? Hả? Mày ngon, mày theo người ta đi. Nhưng... Nè, còn một đống vé số này nha. Mày mà bán không hết, tao khỏi cho mày ăn cơm luôn nha mày. Nha mày. Ơ, đâu có mày ơi. Nè, đi bán cho tao đi. Mẹ cha Lâm ha. Lâm đừng có sợ. Chị ngon rồi, ngồi đó ăn chị ngon rồi. Cái gì vậy? Bây giờ con nói cho cô biết đi. Chuyện gì vậy? Có phải bà ta là người đã đâm tụi con đúng không? Con sao con? Con đừng có sợ. Ai đánh con vậy? Ai đánh con? Chị chú. Con chỉ đi. Mày hả mày? Tại sao mày đánh nó? Không phải cô mà mẹ. Nói chị mày nghe. Tại sao mày đánh nó? Là chị đó. Ha ha. Chị hay lắm. Chị chăn dắt không những một đứa, hai đứa, mà tới ba bé lận đúng không? Ai nói ba bé?
chứ bao nhiêu? Mấy bé ngồi dưới kia nữa kìa. Trời ơi, bà tranh chấp rất là nhiều bé nè ha. Bây giờ nè, tan chứng vật chứng có đầy đủ nè. Mời bà về phường làm việc. Gì kì vậy? Ôi vậy tôi mất cái quyền làm mẹ rồi hả? Lên phường, nhanh lên đi. Quyền làm mẹ. Được giới thiệu đến với tất cả mọi người với sự hỗ trợ của diễn viên Ngọc Nga, diễn viên Phạm Yến, Phi Nguyễn, bé Kim Thư và vũ đoàn Đam Mê. Một tràng hỗ tay cho tiết mục vừa rồi. Và chắc chắn là chú phải đứng gần con, xoa dịu con một tí xíu. Chú biết rằng là con đã quá là nhập tâm vào cái vai diễn của mình với bài hát này. Hồi nãy thì cũng đã khóc luôn, vừa khóc vừa hát như vậy thì rất là mệt đúng không con? Không biết ngay bây giờ cảm xúc của hội đồng nghệ thuật như thế nào, xin mời cô Kim Xuân trước ạ. Cảm ơn Trung, cảm ơn Diệu Nhi. Trong một cái bài hát như thế này nhưng mà các con đã lồng vào một cái kịch ngắn mà cái tính nhân văn rất là cao. Hồi nãy mà khi con ca mà con nghẹn, con không ca được thì quả tình là dưới này thì cô Xuân cũng chịu không nổi. Là vì mình cứ nghĩ là nếu mà con cháu trong nhà mình mà lâm vào cái hoàn cảnh như thế này thì chắc là đau tim lắm. Cái thông điệp mà huấn luyện viên của con muốn đưa ra với tất cả mọi người là hãy thương yêu trẻ con và hãy thương yêu quan tâm một cách thực sự. Không phải chỉ là chúng ta bươn bả đi kiếm sống để đem tiền về, mà kế bên đó chúng ta còn cần phải dành cho các cháu thời gian, dành cho các cháu mọi sự quan tâm. Lớn lên các cháu sẽ nghĩ rằng cái thời gian mà tôi yêu quý nhất, đẹp nhất trong cuộc đời tôi chính là những cái ký ức cực kỳ đẹp về tuổi thơ. Cái đó không có tiền bạc nào mua lại được. Thành ra cái bài Phận Mồ Côi này khi con trình bày với sự cộng tác của các anh chị diễn viên khác, cô tin là khán giả xem sẽ có rất là nhiều những cái suy nghĩ và mong rằng nó cũng sẽ là một cái thông điệp góp thêm vào những hồi chuông đã từng cảnh tỉnh về chuyện cha mẹ quan tâm tới con cái và chuyện là trẻ em bị bắt cóc rất là nhiều như thế này. Hát một cái tiểu phẩm như thế này không dễ, diễn xuất chuẩn luôn. Và cái thông điệp mà cái tiết mục vừa rồi mới gửi đến tôi đó, thì tôi thấy là thật ra cuộc sống này của chúng ta nó đẹp và nó giản dị, cho đến khi chúng ta làm cho nó xấu xí và trở nên phức tạp bởi vì cái ích kỷ của chúng ta. Các em bé đó không cần là cha mẹ phải có nhiều tiền, không cần phải ở nhà cao hay là phải có xe hơi thì mới hạnh phúc. Các em bé chỉ được bố mẹ thương yêu thôi, dành cho thời gian thôi. Vâng, thành ra tôi mong rằng cái thông điệp này sẽ gửi đến tất cả những người chúng ta đang xem chương trình mà hãy quý giá những cái gì mình đang có, nhất là con cái của mình. Cái tiểu phẩm thể hiện được cuộc sống đời thường. Và cô mong là dù còn bé mà con đã dấn thân vào cái con đường nghệ thuật này và với cái tài năng như vậy thì trong tương lai con sẽ rực rỡ để đem đến niềm hãnh diện cho cha mẹ con. Cảm ơn con. Cảm ơn cô Phương Dung rất nhiều và xin được cảm ơn hội đồng ban giám khảo. Chắc chắn là bây giờ thì cảm xúc của anh Hồ Việt Trung và Diệu Nhi cũng đang rất bồi hồi đúng không ạ? Mời Diệu Nhi. Em cũng không biết nói gì, chỉ biết là cảm ơn con đã cố gắng cùng với tất cả mọi người đã hỗ trợ con và tiết mục ngày hôm nay nhận được lời khen từ các vị ban giám khảo như vậy thì cô rất là vui cho con. Chúc mừng con. Ba Trung cũng muốn nói gì với con cái nữa không? Dạ thưa cô chú cùng quý vị, là khi mà tập cho bé hát bài hát này là con rất là sợ. Tại vì là từ đầu mùa đến bây giờ là bé không có diễn, chỉ có hát thôi. Đây là lần đầu tiên mà bé được diễn xuất trên sân khấu, nên con rất là sợ là bé diễn không được. Rồi lúc mà con còn nhắc là con ơi, nếu mà con muốn khóc thì con khóc con nhớ kiềm chế lại nha, chứ con khóc mà khóc hu 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 là con hát không được. Là con cứ sợ như vậy không. Ngày hôm qua khi mà lên dàn dựng lại vô kịch đó, thì nó rất nhiều cái sự chi phối đó, nên là hồi nãy giờ con ngồi là con cầu trời không. Con run dữ lắm. Và sau khi mà tiết mục này xong rồi và nghe những lời khen từ các cô chú ban giám khảo thì con cảm thấy rất là nhẹ nhàng và xin cảm ơn rất nhiều. Xin được cảm ơn Hồ Việt Trung, Diệu Nhi và chúc mừng đội mình. Và đặc biệt hết cảm ơn Quỳnh Nhi của chúng ta đã có một tiết mục rất là tình cảm và thông điệp rất ý nghĩa vừa rồi, Phận Mồ Côi. Một tràng hỗ tay chúc mừng cho Quỳnh Nhi. Người đã xa đi.
và điều này rộn ràng êm ái. Có thể một ngày mai chúng ta sẽ ta đi vào
Một tràng pháo tay cho Thảo Nhi và Trâm Minh. Xin được cảm ơn Vũ Đoàn Phương Việt. Và đặc biệt hơn hết xin được cảm ơn Hòa Mizzy. Không biết cảm xúc bây giờ của anh Thanh Duy và chị Thảo Nhi như thế nào ạ? Bài này nói thật là coi rất là hấp dẫn á. Khi mà coi á là mình bị cuốn theo cái sự biểu diễn và cái giọng hát của hai con. Từ càng ngày á là cái tiết mục nó càng đẩy lên một cái sự cao trào về dàn dựng, về múa, về đánh trống, tất cả mọi thứ đang xen đường dây nước bước, tất cả mọi người đi vỗ tay vì cái sự ăn xâm đó của ba cô trò. Cảm ơn. Không biết Hồ Việt Trung thì như thế nào ạ? Tụi con rất chính xác khi mà về đội của cô Hòa. Tụi con đang thừa hưởng được những cái tinh túy của cô Hòa truyền xuống cho tụi con. Ngày hôm nay thật sự nha, tụi con không bị lép với cô Hòa. Cô Hòa đã dìu hai tụi con đi trên một con đường mà ba người cùng hợp sức lại làm cho các bài hát nó càng hay hơn nữa. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn anh. Còn chú Huỳnh Lập, đội mình nè, mình thấy sao nè? Tụi con đã hoàn thiện được những cái gì mà tụi con đã mắc phải. Và tụi con đứng trên sân khấu chung với cô Hòa thật sự xứng đáng. Và chú nghĩ đây là một tiết mục thành công của ba cô trò. Cảm ơn anh. Còn Hòa thì sao? Cái khả năng về cái giọng hát cao thiên phú của các con á, nó giúp em ở một cái là em nói gì và bảo các con làm thế nào các con cũng làm được hết. Những cái về thanh nhạc em rất là kỹ luôn, các con đã cố gắng làm hết sức mình rồi, không biết kết quả tiếp theo như thế nào, nhưng mà cô hy vọng là chúng ta đã có những cái giây phút học tập với nhau. Mặc dù có những phút bắt đầu vào lớp là rất là nghiêm khắc, nhưng mà sau đó là đã rất là vui vẻ và hạnh phúc với nhau. Nên chúng ta sẽ mãi mãi là một gia đình. Các con hãy cố gắng nhiều hơn nữa và không bao giờ nghĩ là mình đã đạt thành công hay bất cứ một thứ gì cả. Đó là điều cô Hòa mong muốn. Cảm ơn cô Hòa. Cảm ơn cô. Một tràng pháo tay cho tiết mục này của hai con. Cảm ơn anh Minh Vy, cảm ơn ban nhạc. Mỗi năm đến hè, lòng mang mạc buồn. Biết bao ngày qua, chưa chán tình thương. Trường đây, lớp đó, bạn cũ nơi đâu? Kiếm hoài mà không thấy người, à thì ra đã đi lộn trường. Ôi, tôi tới rồi nè. Ôi. Ủa? Kỳ vậy trời. Hẹn mình 10 giờ mà 10 giờ rưỡi rồi. 12. Không thấy bà ở đâu hết trơn kìa. Bà này chuyên gia luôn á, giờ giấc lúc nào không có giờ chính xác chân á. 12 tuần. Làm như có thù với thời gian hay không sao? Ê, Quốc Linh, Quỳnh Nhi. Nói xấu người không có mặt ha. Trời ơi, có nói gì đâu. Kỳ cục quá. Đi đẹp quá à. Nghe nói dạo này làm ca sĩ quá không? Bậy bà, đừng có hỏi gì hết. Nói nghe nè. Nhớ ngày xưa lúc mà hai đứa mình còn đi học, học chung với nhau không? Nhớ sao không nhớ nè. Hai đứa mình lúc đó nha, mê văn nghệ, mê ca hát. Đúng tụi mình còn rồi. Đăng ký thi ở xã, được giải nữa chứ. Đúng rồi, lúc mà mình đoạt cái giải, mình hát cái bài chí. Hát cái bài chí bài mà này nè. Người ơi, thấm thoát niên hồng hế rồi. Chụp ly cạn lời, giấy phút ly bôi. Hát đi. Ngày mai tan trường mình không chung lối, thương nhau nhiều biết gửi về mô. Kỷ niệm cũ tan vào hư vô. Trời ơi, ngày xưa hát hay lắm mà sao giờ ngâm thơ không vậy? Trời ơi, ông hỏi một câu mà ai cũng biết câu trả lời. Đánh trống kìa, trống trường kìa. Đi thôi.
mình không chung lối. Thương yêu rồi biên gửi về mô, kỷ niệm cũ tan vào hư vô. Cầm tay bốn mắt thương con nỗi sầu, tiễn đưa bụi ngùi hai đứa như nhau. Đời không bao giờ hợp nhau mãi mãi, thương yêu rồi nỡ đành biệt nhau. Chưa mà con, chưa gì cảm ơn rồi. Con của ba mẹ, trời ơi, hát hay của nhà Quang Linh. Trời ơi, Quỳnh Hương ơi, mẹ mới hợp phụ huynh cho hai con xong. Cô giáo khen học giỏi mà hát hay lắm. Mừng ghê. Ba dẫn hai đứa con đi mua đồ chơi nha. Đi về. Tiện trọng kia, về bộ. Đi về nhanh lên. Ôi, ổng về coi, thương, nhỏ thương, nhỏ thương à. Trời ơi, dễ thương. Vậy thôi đó. Dễ thương. Một tràng hoa tay cho Quỳnh Nhi và Quốc Linh với sự hỗ trợ của Diệu Nhi và Nô Vị Trung. Cảm ơn. Dễ thương này, quá. Tôi đứng kế Diệu Nhi. Biết sao không? Từ từ tôi vạch trần bộ mặt sự thật. Quý vị thân mến, nhìn đây. Nhìn đây. Bùa. Đây. Không có thuộc bài thơ. Không có thuộc bài thơ. Đã hát không được rồi, giờ còn phải chép tài liệu. Cái này á tôi biết rồi, bà Nhi bà ở trong sân khấu mà, nên bà nhất cử nhất động gì tôi hiểu hết. Bà bước ra sân khấu mà bà đập từ từ, tôi nói rồi, bà này không thuộc nè.
không phải, tại vì cái bài hát này nó sao em, nó mới với em, nó có hai câu thôi nhưng mà Diệu Nhi về sáng tác thêm hai câu nữa. Không, bây giờ mới để ý nha, Hàng Chi động tác tay quá, đúng rồi, là cục cục pin à. Đọc trời ơi, đưa tay về viết chưa, đưa tay về Nhi bên này, đưa lên trên trời mắt nhìn hiểu em không biết luôn á chị Nhi, em không biết luôn á, chỉ diễn tự nhiên cực kỳ luôn á, cảm ơn em. Em không biết luôn đúng không, những cái lúc mà chị nhìn xuống vậy em đâu biết đâu đúng không. Qua bên gì em lại bị ngu muội luôn á, kiểu như fan cuồng của Diệu Nhi luôn á. Thật sự là em cứ hả cảm thấy trời ơi sao mà Nhi nó diễn cái nét điềm đạm bỗng cuồng rưng rưng vậy nè, cái tôi nói trời không thuộc bài, chắc chắn là không thuộc bài. Em ngồi dưới em cười ngất từ ngửa luôn á, quá duyên dáng nhưng rất duyên dáng, chính xác là như vậy. Một tràng hổ tay nữa. Ôi, đi, một tràng hổ tay nữa nói đi. Nói về hai con đi, em với lại anh Trung chỉ là dẫn dắt và trợ diễn cho hai con thôi. Nói về hai con nên Quốc Linh thì cô vẫn rất là thích giọng hát của con luôn, thật sự cả cái dáng đứng của con là cô cũng thích luôn á, cái dáng đứng nó rất bolero luôn ý đấy. Ông đi ông rất là như một ông già vậy á. Mà em bị hơi cuồng Quốc Linh một tí nên là Quốc Linh hát gì em thấy hay hết á. Bản thân Quốc Linh là đã có sẵn bolero trong người rồi và con chỉ cần làm hát để làm sao bộc lộ ra được hết những cái đấy thôi. Nhưng mà cô Hòa vẫn chưa thấy được sự tập trung của Quốc Linh ở trong tiết mục này đâu. Đúng nha à. Lần trước nha là chú Trung đã nhắc cho nên cô nghĩ là Nhi làm hơi cáu, đang vừa hát mà vừa hơi cáu vì bài quên bài. Bạn diễn của mình không tập trung. Con có cáu không? Kiểu dạ không. Dạ không ạ. Nhưng mà Nhi ơi, phải có nhờ có Quỳnh Nhi làm chủ cái sân khấu này thì bạn Quốc Linh này mới diễn theo, nếu không là ông này ông cứ đi lung tung, ông nhặt phấn thôi, ông lại vẽ lên bảng thôi, ông làm gì không mà. Nhưng mà nói chung là vì cô rất là cuồng Quốc Linh nha, cô rất là thích tiết mục này ha. Chúc mừng con và nếu có được lọt vào vòng trong phải tập trung nhiều hơn ha. Dạ, chúc mừng các con. Cảm ơn cô. Thật sự con rất là tinh nghịch, có thể là con tinh nghịch từ ở ngoài tới đến lên sân khấu luôn. Con bị vô tư quá, cái mình quên đi cái nghĩa vụ mình phải làm cho nó đẹp cái bài hát, hiểu không? Hồi nãy con có trường hợp con bị rớt phấn, ok con có thể phá lên con cười, nhưng mà có con cười đây là con cười với khán giả chứ không là con cười với lại bạn diễn chung. Con mắc cỡ, con nhìn bạn cái con cười là tự nhiên hai tụi con là nhân vật trong một cái lớp học, tự nhiên khán giả tôi thấy con ủa sao tự nhiên xả dai vậy. Đây là một cái kinh nghiệm để mình xử lý sân khấu, hòa nhập với nhau một cách trọn vẹn nhất nha con nha. Con hai con đi ăn kem với nhau nhiều nè, nói chuyện với nhau nhiều, hiểu ý nhau hơn. Dạ nè, quay qua nói với bạn câu đi, nhìn bạn nói đi, nói đi con, nhìn bạn với bạn cùng nhắn nhủ với nhau. Ừ, nhắn nhủ nha. Ok. Ok. Thôi mới nghe là có một cái lỗi rất là sơ đẳng của nghệ sĩ Diệu Nhi và ca sĩ Hồ Việt Trung. Anh Hồ Việt Trung anh ra anh giọng vàng anh nói là trời ơi hẹn 10 giờ mà 10:30 chưa thấy, nhìn đi mấy giờ đâu hồ 12 giờ kém, 12 giờ kém diễn gì mà ngang ngược vậy trời. Đúng rồi, đó coi sao hòa mới đi tá ngồi ở dưới bãi la 12 giờ. Nói chung là tiết mục này nó có nhiều cái nhưng mà nó cũng vui nhỉ. Vậy là con phải rất là cảm ơn sự trợ diễn của hai cô chú. 12 giờ đã trôi qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu thời gian rồi nó vẫn là 12 giờ kém năm. Chúng ta cái đồng hồ này bị hư chắc rồi. Cái này là từ mẹ tới con cứ 12 giờ là đi lãng giảng trong lớp đọc thơ. Rõ ràng. Nói chung là rất là duyên dáng và dễ thương. Anh Thanh Duy và chị Khánh Như. Ủa, có bí nãy giờ rồi. Nãy giờ đúng hết rồi đúng không ạ? Nhớ là ngắn gọn thôi. Một tiết mục dễ nghe, dễ chịu và dễ thương. Đúng. Nào lại nè, 2, 3. Một tiết mục dễ nghe, dễ chịu và dễ thương. Hay quá, trời ơi. Ôi, nó hơi chợt tí xíu mà cũng đều. Bây giờ là tới anh Trung chia sẻ tí xíu đi ạ, xin mời anh. Trung ở trong đó không nghe được hai bạn hát cái gì hết. Không, hát hay, hay lắm anh, hát hay lắm anh, tình cảm vậy đâu. Hai bạn này hát lúc nào em cũng hài lòng. Nhưng mà đúng. Có lẽ là mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận về bolero khác nhau. Có người thì thích chất mộc mạc, có người thì thích cách sự luyến lấy. Riêng Hồ Việt Trung thì Trung kết hợp hai cái phần đó lại với nhau. Vượt sự mộc mạc, nhưng có những chữ phải xử lý, nó phải mềm, phải xử lý từng chữ một. Đặc biệt là hát mà hát gấp là không bao giờ được. Mỗi chữ nó có một cách luyến lấy khác nhau. Tại vì trong cái cách hát á, giữa Quốc Linh và Quỳnh Nhi đó, Quỳnh Nhi hát chắc hơn rất nhiều. Không, nhưng chắc mà cái này em phải nói liền không thôi là em quên. Em cảm nhận được cái sự truyền đạt của anh Trung dành cho thí sinh rất nhiều. Dạ. Bởi vì cái cách hát ngọt ngào, Quỳnh Nhi con hát khác lắm, con hát khác dữ lắm luôn. Và cô tin rằng chú Trung đã dạy cho con rất nhiều đúng không con? Dạ, chị Trung dạy rất tràng nhiều. Tràng tay dành cho Hồ Vi Trung. Hay lắm. Tình cảm, là cái tình cảm. Sự lựa chọn này là quá hợp lý đúng quá không hợp lý. Ạ? Quá hợp lý. Cô chú nói đúng lắm luôn á, con tập trung khen lên đi. Khen thì có khen nhưng mình không có được ý nha.
Không sao đâu, tụi con sẽ khắc phục ở trong tương lai. Và ngày hôm nay tụi con rất là đáng yêu. Một tràng hố tay cho Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Cố lên, Quỳnh Nhi, cố lên. Vô. 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 Đi vô. Tan trường rồi con. Ủa con muốn nói gì đi, hả? Đi, đi, đó, 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 đi, đi, đi đó. Trời ơi. Đi cả lửng tôi thẩn thẩn. Rồi còn nghỉ nữa. Đi đi xong rồi nghỉ, đưa cái tưng ra gì đến nè, nghỉ nữa. Đúng rồi đó, đúng cái rồi đó. Cái câu cuối đồng dính gì hai câu đầu hết á bà. Gió chiều cứ hắt hiu, nghe buồn cứ xuống đường. Để luôn mãi vây tay trông chờ mơ. Thích vẽ tranh về cánh đồng, có dòng sông, có lũy tre, có mẹ tôi. Còn em thích vẽ tranh về cánh cỏ, cỏ trắng lòng có
trời rộng lớn ơi, có ngày chẳng tiếng em gọi mẹ giờ này ở chốn nào, con đang mong nhớ về mẹ, mẹ ở phương trời xa xôi hay sao sáng trên bầu trời, mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ. Giờ đây ở chốn rất xa, trong mơ con đã thấy mẹ, mẹ dịu dàng hát khúc ca, sao con thấy mẹ buồn nhìn cánh đồng xa xôi, con nhớ mong về mẹ, mẹ trở về với con nằm ấm bên mái. Một tràng hóa thật lớn cho Quốc Hưng và Gia Uyên. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt và đặc biệt nghệ sĩ Hồng Trang. Xin được mời cô Phương Dung ạ. Hai tiếng hát, hai bản nhạc thể hiện về mẹ, tụi con làm rất tốt. Hai tiếng hát này quá hay. Nếu mà trong tương lai mà hai đứa đều không nổi tiếng thì một cái sự đau đớn cho cô Phương Dung. Tự vì cô rất mến tiếng hát và sự trình diễn của các em hôm nay. Cảm ơn. Cảm ơn ạ.
Một trong những cái khó của hai người hát chung là làm sao cho nó hòa quyện với nhau. Và một cái khó hơn mà rất ít người trên thế giới, rất ít nhóm có thể đạt được, tức là khi mà đổi giọng đó, người ta không biết là ai là ai. Thì hôm nay hai em đã làm được cái việc đó. Cảm ơn chú. Cái đó là một điều rất hiếm. Cái tên của chương trình là Song Ca, hai người cùng hát. Và cũng có lúc là hai người hát hai giọng khác nhau để mà nó hòa thành một cái mới. Hôm nay hai em làm cái việc đó tốt lắm. Một sự chọn lựa rất là khôn khéo. Tiết mục kết thúc nó không cần một cái sôi động, nó không cần một cái gì phải có pháo bông hay là cái gì nổ tùm lum hết. Nhưng mà là cái cảm xúc thật, nó đã đi sâu vào trái tim người nghe. Cảm ơn hai em, cảm ơn ekip, cảm ơn tất cả đã cho tất cả một cái tiết mục kết thúc còn trên còn tuyệt vời nữa. Tôi yêu các bạn. Tuyệt vời. Cảm ơn ạ. Chú. Nửa bài thôi là cô rơi nước mắt rồi. Đấy, bà khóc và bà dòm tôi là bà khóc rồi. Khó khăn không lâu chứ gì. Tại vì là một màu trắng tinh khiết trong cả một cái bài hát. Thật sự là cái gì mà nó chạm đến mẹ đó thì người ta rất là dễ xúc động. Và cái bài thứ hai là một cái bài nổi tiếng mà chúng ta đã biết rồi. Khi cất lên thì ai cũng cảm thấy trong lòng mình nó rưng rưng hết. Và với cái sự dàn dựng quá khéo léo, tôi thấy là hai giọng ca của con, đặc biệt là Quốc Hưng khi mà con chuyển tông một cái là cô hết hồn. Cô mới xây qua cô nói nhỏ nó giỏi dữ rồi trời. Các con ơi, một sự hòa hợp tuyệt vời. Chắc chắn là các con sẽ lấy được lòng khán giả. Nhiều nhiều người lắm xem và xem đi xem lại trên YouTube bài này. Cảm ơn các con rất là nhiều. Cảm ơn chú. Đêm nay không còn gì phải bàn cãi nữa. Ba cặp đôi huấn luyện viên của chúng ta với ba màu sắc hoàn toàn khác nhau. Và tụi con là đại diện cho ba cặp huấn luyện viên phía dưới hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi. Và tối ngày hôm nay một cái kết quá đẹp. Một tràng pháo tay chúc mừng cho Quốc Hưng và Gia Uyên. Cảm ơn chú. Mình bắt chước lại nhà trẻ nhà, theo cùng nhau nào 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 nào. Mình là một giờ chín áo mới, hai chị em không ai muốn nhường. Dành dần nhau cả một buổi tối, không một ai được còn áo nhà. Mẹ nói hai chị em thôi mặc dù mà đam mê nhau đi trên phố vui thật vui. Cuộc đời thật tươi khi sống chơi không buồn chán. Ánh mắt đôi môi ta luôn. Nhung nhèo nên lười biếng như mèo kia. Vì mơ dày mơ em chuôn chẳng hề dám ra. Không ăn bụng đói suốt mấy giờ, ăn bụng đồ ăn bị mẹ mong nha. Mẹ ơi con xin hứa lần này mèo mèo. Mình bắt chước lại mẹ về nha, theo cùng nhau mèo 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 mèo. Khi mẹ muốn cho chị áo mới, hai chị em không ai muốn được. Dành dật nhau cả một buổi tối, không một ai được mất. Người cứ tiếng hát trong tâm hồn, để thấy sao như bình minh trái trang. Và hãy nhắm mắt đôi siêu bầu dù, xua đi mây để tối tăm. Ta bên cát và đến với những ước mơ.
ta gần nhau. Dòng thời gian cứ trôi. Và đó là Minh Hằng và Ngọc Nhi. Xin được cảm ơn vũ đoàn Đam Mê Chạy. Mèo kìa Như. Cái gì? Lên mèo kìa. Thấy rồi, thấy nãy giờ rồi, nãy giờ chúng nhảy theo. Lên kêu mèo đi. Lên kêu mèo nói chuyện đi. Giao lưu đâu. Em phải nói tiếng mèo chung với mấy bé chứ. Trời, em thấy hai mèo đó em không dám nói chuyện luôn á. Sao vậy? Vậy? Đáng lẽ mèo người ta dễ thương thiệt, em nhìn lại em thấy em kỳ em luôn. Hơi tê đúng rồi. Hôm nay chị dễ thương mà, hôm nay chị dễ thương. Trời. Nè, biết bùng bùng anh ơi, em là sứa biển. Trời ơi, còn chị là có loài gì? Cái loài gì kệ người ta. Thôi bây giờ nhận xét về tiết mục này đi. Không, mà hồi đầu chương trình là chị hát cái bài này nó chưa có rõ ràng lắm. Bây giờ nè, bây giờ được học lại rồi nè. Bây giờ mình hát lại cùng với bạn nhỏ nè. 2, 3. Mình bắt trước rồi mèo kêu nha. Kêu cùng nhau mèo 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 mèo. Khi mẹ mua cho chiếc áo mới, hai chị em khóc ai ngừng ngừng, giành giật nhau cả một buổi tối, không một ai biết mặc áo nha. Mẹ nói hai chị em phải mặc chung mà. Thôi bỏ luôn đi. Chị biết tại sao mà chị không hát được không? Sao tại vậy? Vì bài này được viết lời lại rồi. Anh thấy Trung chưa? Đã viết lời lại nhưng cho các bạn nhỏ nè, hát phù hợp hơn. Kêu mèo mèo có một lần vậy. Mình bắt trước lời mèo kêu nha. Kêu cùng anh mèo 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 mèo. Tiếp. Tè mèo 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 mèo. Mèo 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 mèo. Mới đúng. Ủa chị, cái bài gì mà có tè té 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 rồi mèo mèo mèo. Tụi phải hát gì vậy? Người ta mới hát theo gì đâu hát lại tụi con. Dạ xin lỗi khán giả, dạ. Xin lỗi mọi người. Xin lỗi tụi em nữa. Tụi em phải chịu đựng cái giọng hát của chị mèo cả một khúc. Nhưng mà em ơi, em viết lời em cũng phải tôn trọng chị chứ. Anh na na mèo mèo mèo. Trời ơi, có nghĩa rằng là cái lời cũ chứ còn không nhớ nữa rồi sao chị bắt ép mấy bé được. Đúng rồi. Vậy chị dựng cái công trình trên đầu chuyện chi của giờ không nhớ trời gì ơi, hết. Trời ơi, công trình bây giờ tên là tượng đài mèo nè, tụi con phải hát một cái bài cô biết. Con hiểu không? À, thay mặt cô xin lỗi tụi con. Trời, xin lỗi nữa. Xin lỗi mọi người. Có lý rồi. Con bị vô lý rồi. Bây giờ cái tượng đài đã sụp đổ rồi, bây giờ là mời cô mèo nhận xét về cái tiết mục đầu này của hai con. Đầu tiên cô sẽ nhận xét về tiết mục này, đó là cái sự dễ thương trong tụi con rất là đáng yêu luôn. Cô nhìn được cái tinh thần của tụi con, tại vì có rất là nhiều bạn ở cái lứa tuổi này mà khi mà trình diễn nó sẽ bị người lớn. Nhưng mà ở cái tiết mục này các con có một cái sự dễ thương rất đáng yêu luôn. Và cái phối hợp của hai bài hát làm cho cô Như cảm thấy rất là phấn khích. Bạn nhỏ bên này á, rồi bạn nhảy tưng 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 mà tụi con vẫn hát một cách rất là thoải mái, thì cô nghĩ là do huấn luyện viên của các con đã truyền được cho các con cái lửa, cái sự tự tin. Cái đó là cái điều quan trọng nhất trong cuộc thi này. Tụi con có một cái tiết mục mà khi mà xem xong á, tụi cô chú rất là thoải mái. Một cái kiểu mà rất là thư giãn, rất là giải trí. Tụi con rất là dễ thương. Chỉ riêng một xíu thôi nó sẽ hay hơn là tụi con để ý những cái đoạn mà mình, những cái đoạn trầm á, thì mình sẽ có cái cách xử lý ra sao để mà khán giả vẫn nghe được cái giọng mình hát ở đâu. Tụi con có thể nói thoại luôn cũng được, nói thoại trên cái nền nhạc đó để cho người ta hiểu được là mình hát cái gì. Thì tiết mục của tụi con sẽ còn hay hơn nhiều nữa. Cố gắng lên nha. Dạ con cảm ơn chú. Ok. Đội này dễ thương và đáng yêu nè. Bởi vì ta nói cái gì mà liên quan đến mèo nó đều dễ thương, nó trong sáng nhìn. Không có đâu chị. Minh Cường đang nói hai bé thôi mèo. Mà nói hai bé à. Mấy bé sống đúng lứa tuổi ha. Còn có người cũng là con mèo mà không đúng lứa tuổi gì hết trơn. Bị quá tuổi, bị trượt ra khỏi cái tuổi. Thì đó tượng mọi đài. Mọi người ơi, bây giờ không, mình nhận xét giỡn, cái tiết giỡn giống lứa tuổi, mèo sống lâu. Mèo sống lâu trăm tuổi. Ok, tôi là con mèo yêu tinh được chưa? Đúng không rồi. Có. Chị đúng là rồi. Con mèo mà người ta quẩy quẩy khách vô nhà này nè chị. Được rồi, tôi là mèo quẩy tài lộc nè, được chưa? Đúng rồi, rất đẹp, rất tài lộc. Xin cảm ơn chị Khải Như. Dạ mời hoàng tử. Khi mà tụi con diễn với cái bài này, tụi con sẽ cảm giác vô cùng may mắn khi mà tụi con
còn rất là nhỏ và tụi con được hỗ trợ rất là nhiều thứ, từ sự dàn dựng đến tất cả các cô chú trong cái nhóm nhảy. Là bởi vì nếu như nha, diễn cái tiết mục này ở trong trường chẳng hạn đi, thì mình cũng không có được hoành tráng giống như vậy đâu. Với sân khấu này, tụi con đã rất may mắn so với tất cả các bạn bè cùng trang lứa. Cho nên là phải rất là cảm ơn chương trình, cảm ơn ban nhạc, cảm ơn tất cả mọi thứ đã làm hết sức có thể cho tụi con thỏa sức. Là bởi vì tụi con còn rất là hồn nhiên. Hãy làm những điều mình thích khi mình còn nhỏ đi, thì đó mới thực sự gọi là tuổi thơ nha các con nha. Chúc mừng các con. Dạ con cảm ơn chú. Mời Hoa. Khi mà các con mà hát được cái nốt cao á, luôn mình mà lên cao, mình hét lên à, mình phải để mic xa một xíu con nha. Không thì cái âm thanh á, nó sẽ bị lớn quá mức thì sẽ đôi khi sẽ khiến người nghe ở đây, lúc mà ai mà ngồi gần loa ấy, là sẽ bị hơi bị chói tai một tí. Nên là các con chỉ cần lưu ý một cái điểm đấy thôi. Còn chúc mừng các con đã có một tiết mục rất là dễ thương. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Hòa. Và bây giờ xin mời anh Trung và cô Diệu Nhi sẽ có đôi lời tâm sự cùng các con. Thật ra lúc mà hai tụi con vừa nhảy vừa hát là cô Diệu Nhi lo lắm, sợ tụi con mệt, xong rồi cái lời hát của hai tụi con thì không có rõ, thì lúc đầu cô Diệu Nhi cũng chưa có nghe rõ những cái câu đầu đâu, tại vì sung quá đi, trời ơi quá sung luôn. Cô Diệu Nhi rất là vui khi mà ngày hôm nay coi cái tiết mục này của hai con, thì hai con rất là nhí nhảnh, rất là dễ thương luôn, rất là tốt rất là nhiều so với đó là lúc mà mình tập mình còn hơi căng thẳng phải nhớ bài nhiều ha. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô. Hôm nay tụi con vừa thuộc lời bài hát, vừa hát được và vừa nhớ bài. Trời, chú hồi hộp quá trời, chúc mừng tụi con. Dạ con cảm ơn chú. Nói chung là tập tuần này á, là làm khó các bạn nhỏ đúng không? Bởi vì là không chỉ hát không thôi, tụi con phải nhớ lời nè, tập bài mới nè, rồi còn phải mashup với nhau nữa. Bên cạnh đó tụi con phải tập vũ đạo rồi diễn xuất nữa, rất là nhiều thứ. Cho nên tụi con đã quá là tuyệt vời rồi. Vỗ tay cho hai bạn nhỏ Minh Hằng và Ngọc Nhi. Vé số đây, vé số đây. Cô chú ơi mua giùm con tờ vé số với. Báo đây, báo đây. Có ai mua báo không? Cô chú ơi làm ơn mua giùm con tờ báo với. Báo đây, báo đây. Ngày em sinh ra ở nơi con phố không tên trên trần gian thôi, đời chưa nghe vui, từng đêm nghe tiếng gió reo cho lòng nao nao. Mẹ may cho chiếc áo xanh mong đời em thơm lành như áo xanh hồi đời. Mùa ngoan em tôi, mồ hôi ấy nước mắt rơi mẹ tôi rơi. Ngày sau ai hay đời em với chiếc áo xanh có nhiều yên vui. Cầu xin cho sớm mai kia cuộc đời em thơm
tràng hoa tay cho Ngọc Nhi, Ngọc Ánh và Bảo Hưng. Chị Như ơi, chị Như xung phong, mời chị ạ. Như nhìn tiết mục này như bị xúc động. Tất cả mọi người ai cũng đầy đủ hết thì bỗng nhiên xuất hiện ba cô gái này, với sự khao khát một cái tiếng nói của những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ ngoài đường. Ai cũng có ước mơ, ai cũng có quyền khao khát được sống, và tụi con đã làm được điều đó. Tụi con biểu diễn, cô cảm thấy không phải là một nghệ sĩ, một ca sĩ hay là một thí sinh đang hát trên sân khấu, mà tụi con đang hóa thân thành những nhân vật, những trẻ em cơ nhỡ đó mà hát lên tiếng nói của mình. Cô không biết sao nhưng mà cái bộ trang phục đó làm cho các con bất cần. Các con hát một cách rất là bất cần, kệ nó, sao cũng được, miễn sao mà cảm xúc của mình tới đó là được. Và thật sự là cảm ơn ban nhạc. Ban nhạc đánh tiếng trống như là tiếng nhịp tim vậy đó, thùng 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 nghe đã đời. Và thật sự em rất thích tiết mục này. Chúc mừng anh, chúc mừng dạ, chị. Vâng, cảm ơn cô. Một điều mà chú bổ sung vô ý của cô Khải Như một xíu là chú thích một điều ở cái tiết mục này của tụi con á, là ba đứa ba chất giọng và cách xử lý khác nhau hoàn toàn. Cái sự không đồng đều đó nó lại rất là hay, tại vì là những cái đứa trẻ này á, chắc chắn nó không thể nào cùng một mẹ sinh ra, nó là những cái mảnh đời mà nó ở khắp nơi, và ba con gặp lại nhau trong cái câu chuyện đó là gặp lại ở trong cái hoàn cảnh đó và cùng nhau hát về cái bài hát đó. Một tiết mục hát dễ chịu, mang cảm xúc và dễ chịu, mang nhiều cảm xúc. Cảm ơn tụi con. Xin được cảm ơn Thanh Duy và chị Khải Như. Xin mời Huỳnh Lập ạ. Không có gì ghê gớm hết, chỉ cần mỗi bé một cái đạo cụ thôi, một cái áo đơn sơ thôi, là mình có thể thấy được rõ ràng và chân thật nhất những gì mà các bé được thể hiện qua bài hát. Có nghĩa là tụi con mang những cái mộc mạc của tụi con lên đây, và tụi con trình diễn hết tất cả những gì mà tụi con có trong cảm xúc, thì tự nhiên những cái mộc đó đến với khán giả nó vô cùng nghệ thuật. Chẳng cần phải trình diễn thêm bất kỳ hay phô ra những cái kỹ thuật gì hết. Để làm chi? Để mình cảm giác trân quý những gì mà mình đang có, và mình thật sự muốn chia sẻ, đồng cảm vô cùng sâu sắc đến những bạn kém may mắn hơn mình. Và đây là một tiết mục phải nói rằng là vừa nghệ và vừa nhân văn nữa. Chú rất thích tiết mục này. Cảm ơn chú. Xin mời cô Hòa Minh Di. Cô lại phải hơi khó tính một tí đấy. Thật sự cô bị ám ảnh cao độ kinh khủng. Cô vẫn cần phải các con hát hay và đúng cao độ. Cái đoạn đầu ba con hát cái phần của mình ấy rất là hay, nhưng mà đến cái đoạn mà cả ba con cùng hát vào với nhau ấy thì cô cảm thấy là cái cách xử lý của ba con nó chưa được cái sự hòa quyện, nên cô nghe vẫn có một cái bạn giọng bị to quá, có bạn bị giọng bị lấn quá so với hai bạn còn lại. Đáng nghĩa ra nó sẽ đã hơn rất là nhiều nhưng mà nó chưa được đến cái mức mà cô mong muốn. Tất cả những cái này là những cái rất quan trọng trong cái sự nghiệp và tương lai. Cô mong là các con nghe và hiểu tất cả những điều cô Hòa nói nha. Cố lên. Cảm ơn cô. Nãy giờ anh Trung và Diệu Nhi ngồi lắng nghe cũng khá là kỹ đúng không ạ? Vì ý kiến nhận xét của cả hai đội còn lại. Còn bây giờ thì sao, Diệu Nhi? Đến ngày hôm nay á, nghe tụi con trình diễn á, thì thật sự cô Diệu Nhi cũng rất là cảm xúc luôn. Nhưng mà cô Diệu Nhi phải tiếp tục tập trung để coi tụi con diễn như thế nào, hát như thế nào. Nhưng mà cô Hòa Minh Di nói đúng, tụi con phải tập trung hát nhiều hơn nữa. Mặc dù là cô Diệu Nhi cũng không, trong lúc tập cô Diệu Nhi cũng không muốn là góp ý tụi con quá nhiều về cảm xúc. Chắc chắn khi mà mình đã quen hát rồi mà kêu diễn quá nhiều là sẽ gây cho mình mất tập trung lắm. Cho nên cô Diệu Nhi vẫn cứ để cho tụi con muốn rao tự nhiên như thế nào tụi con cảm thấy thoải mái là được. Cho nên ngày hôm nay tụi con đã có một cái buổi diễn rất là thành công. Chúc mừng ba con. Quý vị thân mến ơi, tự nhiên ngồi tại không gian này lại muốn kể chuyện và tâm sự với tất cả quý vị. Minh Sù có một người bạn, người bạn ấy tên là Lập. Anh Lập này thì có rất là nhiều những cái sự thú vị. Trước khi Lập ở nhà biệt thự đó thì Lập ở nhà lá. Trước khi mà Lập trồng web drama đó thì Lập trồng lúa. Còn trước khi mà Lập đi thảm đỏ đó thì Lập đi cầu. Dạ không, cái cầu này quý vị, cái cầu này rất là quen thuộc đối với Lập. Và sau rất nhiều thời gian thì Lập lại có hai đứa con. Và chắc chắn sẽ có rất nhiều sự thay đổi với cuộc đời của Lập khi mùa nước lũ tới. Ủa? Ủa? Trời ơi! Thảo ơi! Ra đây coi! Nước ngập lên quá trời rồi nè! Dạ, đâu đâu chị hai, cho em coi với. Vui quá chị hai ơi. Thích quá. Tạt nước nè, tạt nước nè, tạt nước nè. Út dám xô chị hai hả? Cho Út biết nè, tạt nước nè, tạt nước nè.
xíu nữa là té em rồi đó chị hai. Mới có mấy ngày thôi mà nước đã lên tới chừng này rồi. Vài bữa nữa chắc nước ngập vô nhà mình quá chị hai. Trời ơi, em lo làm gì? Năm nào nước chảy vô nhà. Mình sống chung với lũ riết thì cũng quen mà. Ý, chị hai, đằng kia có con búp bê dễ thương quá kìa. Chị hai vớt lên cho em chơi đi. Được rồi, để chị vớt cho. Ê à. Ê à. Út cầm tay chị. Trời đất ơi, cái gì? Con Bình rớt xuống nước rồi hả? Trời đất ơi, nó rớt ở đâu? Nó rớt ở đâu? Chỉ cho cha coi. Con nè. Trời ơi. Con biết bơi mà. Trời ơi. Ở dưới đó luôn. Ngoan ở dưới đó luôn. Trời ơi. Nhiệt tình nè. Lên. Tôi tức quá, tôi chỉ có tôi kiếm cái rồi tôi quắt mà được thiệt. Chết rồi. Sao vậy hả? Hả? Gan quá ha. Bữa nay mày đặt rồi chơi trò chơi té nước đồ, làm tao lo muốn chết à. Du nhập Thái Lan hả? Hả? Mới mua cho hai cái áo sinh nhật đó, rồi giờ nhảy xuống đó ướt hết trơn hết trọi, làm lo muốn chết hả? Đừng có ý y như là mẹ cũng có mùa lũ năm đó, đã bỏ ba cha con mình ở lại đó, nhớ chưa? Tao làm muốn chết luôn, đứng hát quá trời. Trời đất ơi. Quỷ. Mới mua hai cái áo nhảy cái xuống đó rồi dơ rồi không chịu vô thay đồ rồi bệnh. Con mình cha à. Hiểu không? Đi vô đi, đi vô thay đồ đi. Thấy là trời nó chuyển mưa dữ lắm rồi kìa, đi vô. Ừ mà chuyển mưa rồi phơi em chi điên quá. Vô. Để đi lát rồi hết mưa rồi phơi tiếp. Hai đứa, chuẩn bị mọi thứ đi. Lũ đang kéo tới rồi, Trời ơi. Bơi đi. Bơi đi hai con. Bơi đi. Bơi đi. Bơi đi con. Lên thuyền. Cầm đi cái thuyền. Cầm đi. Con có sao không? Dạ mình mấy có sao không? Có chảy xước gì không? Trời ơi mừng quá. Tìm được hai con rồi. Chắc không bao giờ bỏ hai con. Dù như thế nào cũng không bao giờ bỏ hai con đâu. Một tràng hoa tay cho Ngọc Thảo, Tiểu Bình và Huỳnh Lập. Ướp luôn cả cái áo bên trong để làm cho cái cảm xúc nó thật nhất đúng không ạ? Vô lấy chai nước suối đổ liền lên đầu. Đổ liền luôn. Phải nói là giống như hai chị em ở trong nhà thiệt sự. Đứa chị lớn rồi đứa em nhỏ nữa. Trước khi mà con bình tâm lại thì bây giờ mình lắng nghe ý kiến của các cặp đôi huấn luyện viên khác nha. Xin mời cô Khả Như ạ. Tiết mục này nó có nhiều dàn dựng nên chắc Như xin phép nói về phần dàn dựng mà đã hỗ trợ rất là tuyệt vời cho hai con. Cô luôn ngưỡng mộ Huỳnh Lập ở chỗ đó là Lập luôn đưa ra những ý tưởng rất là chân thật, rất là gần gũi. Nói về đời thật là chắc chắn có Huỳnh Lập thôi. Và khi mà Huỳnh Lập đưa những ý tưởng luôn luôn làm cho người ta không có bị bi lụy. Đúng Lập rồi. Có một cái rất là hay đó là không bao giờ đưa vào tan tóc hay chết chóc nhưng mà coi vẫn cảm động. Đúng. Thì cái sự duyên dáng Huỳnh Lập mà làm cho hai con mà vẫn diễn được, vẫn thoải mái được. Chú Lập đã rất là cố gắng để mà nương hai đứa con. Và khi mà hai đứa con diễn hết, chú Tinh lại trong nhà có hai đứa con mà rảnh thiệt là rảnh luôn. Người cha tất tả, hai con đứng trên cầu hát nghiêu ngao,
Tôi tin được điều đó. Và cái sự mộc mạc đó làm cho Như cảm thấy trời ơi, cái tiết mục này như không có đang xem thi, mà thật sự là đang xem một tiết mục ca cảnh. Nó rất là dễ thương. Cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn chị Như. Và chú Duy cười quá trời, xin mời chú. Chú ấn tượng, rất là ấn tượng luôn. Tiểu Bình ơi, trời ơi, con diễn cái lúc mà con rướn cái tay con ra, cái mặt con không cảm xúc. Chú nói chết rồi, con bé sao nó diễn cái chỗ này kỳ vậy ta, sao nó không có một cái miếng cảm xúc nào hết. Con mà lúc đó con diễn đúng là kiểu là con diễn luôn á, kiểu đưa tay ra xong với con chị hai ơi a à, là con có cái nhảy xuống. Rồi sau đó là chú Lộc đã cho con một cái là chị biết bơi mà, rất là duyên dáng. Và nó là giống như là cái phần mà có thể là mình diễn không được, nhưng mà chú Lộc đưa cho con những cái tình tiết, những cái mấu chốt làm cho cái tiết mục này Lập nó hay vậy lắm anh. Rất là hay. Nó hay làm cho mình rất là đó. Bất ngờ. Có nghĩa là anh bị vô duyên, ví dụ anh bị vô duyên á. Nó sẽ làm vô kỳ vậy. Ví dụ lấy cái vô duyên nó thành cái có duyên. Cái vô duyên nó thành cái có duyên. Chú cảm ơn Quỳnh Lập vì đã có một tiết mục rất là hay ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Duy. Và đặc biệt luôn nữa là cái giọng hát của cựu con ngày hôm nay chú rất là ưng, thực sự rất là ưng. Và ngay bây giờ Minh Sùng muốn lắng nghe cảm giác của anh Trung ạ. Càng ngày chú càng thích cái giọng của con á Thảo. Con lên cao á, cái kiểu nhẹ nhàng lắm. Nhìn con hát á, bình, cảm giác nó bình thường, chẳng có một cái gì gọi là cao hết trơn. Đứng đúng một mặt một hát rất bình thường, chẳng có gì để xử lý mà phải rướng hay là cái gì hết. Đặc biệt những cái lúc mà ngồi trên thuyền á, ngồi chồm hổm khó hát lắm. Còn cái tư thế này nè, khó hát dữ lắm luôn á. Nó nhúc nhích nữa. Đúng rồi, khó hát lắm luôn á mà con vẫn hát được, hay lắm. Còn Tiểu Bình á, mỗi vòng thì con đã khá hơn được một chút. Có nhiều người sinh ra chỉ có một dòng nhạc một, một cách hát một. Nhưng tụi con nên nhớ nè, ai nghệ sĩ cần phải đa dạng, cần phải phong phú. Nhưng đa dạng phong phú chỉ là để tồn tại mà thôi. Còn muốn phát triển thì phải đặc biệt. Và tụi con đang có cái đặc biệt của tụi con. Nó giống như vậy nào, ví dụ như một cái cửa hàng mà người ta bán một cái món đồ đó, thì muốn mua cái món đồ đó phải đến đúng cửa hàng đó để mua. Thì muốn nghe kiểu này thì phải kiếm đến tụi con. Còn một cái cửa hàng mà bán nhiều đồ quá mà không có gì là chính chủ của nó hết á, à, không có gì là đặc biệt hết á, thì người ta gọi đó là tạp hóa. Đừng nói chuyện đó nha con nha. Dạ, cảm ơn chú. Còn cô Diệu Nhi, xin mời cô. Tiết mục vừa rồi của tụi con rất là dung dị, rất là đơn giản luôn. Mặc dù ở mỗi một cái bài hát buồn á, tất nhiên sẽ có rất là nhiều người họ dàn dựng theo cách của họ, gọi là chiêu trò cũng được, gọi là lấy nước mắt khán giả cũng được, mà gọi là muốn làm cho người ta cảm xúc cũng được. Nhưng mà cô nghĩ á, khán giả họ không có dễ khóc, họ cũng không có dễ cười. Thì cô muốn nói cho con biết, mình có thể có chiêu trò, mình có thể có một cái đặc điểm gì đó để mà mình mong là mình sẽ lấy được nước mắt của khán giả. Nhưng mà khán giả có khóc hay không, đó là chuyện mình phải đẩy cảm xúc làm sao khán giả phải khóc. Đó là về cái mặt cảm xúc thôi. Chứ còn mình không thể nào mà nghĩ là khán giả dễ dãi lắm, vô khóc đi khán giả sẽ khóc theo, vô làm cười đi khán giả sẽ cười theo. Và cái đặc biệt ở trong tiết mục này thì thật sự luôn á, nó đơn giản. Đúng là Lập phải ngồi ở đây phải nói là quỷ xàm đang vô cảm xúc rồi, cái nó xàm một cái cười, cái một hồi Lập lật liên tục, rất là thông minh luôn. Mình không nghĩ được là sắp tới Lập làm gì, không suy nghĩ được luôn. Còn phải cảm ơn chú Lập và cô Hòa rất là nhiều, bởi vì làm cho tụi con rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn cô Nhi. Ủa Hòa ơi, em xúc sao động vậy? Quá hả? Ủa xúc động quá hả? Mọi người dạ khen em xối xả luôn á. Dạ không, tại vì thật sự là cái gì đi chăng nữa, làm cái việc gì dù không phải là nghệ thuật mà được công nhận, cái đó là cái hạnh phúc nhất. Chú Duy, cô Như hay là chú Trung hay cô Nhi có nói với các con là các con đã tiến bộ hơn, thì thật sự đấy là cái niềm vui và hạnh phúc của cô Hòa. Còn bây giờ khi anh cùng với hai con đứng ở trên sân khấu thì em thật sự quá là hãnh diện và hạnh phúc khi ở đội có anh Lập và có các con. Cảm ơn rất là nhiều. Mà em cười như con điên vậy á. Thảo, con cười cái này nãy giờ chúng thấy con cười luôn á Thảo. Người ta chưa thoát rồi. Chưa thoát rồi luôn. Ngày hôm nay thì Thảo và Bình đã làm rất là tốt rồi. Và tụi con đã nhận được rất là nhiều lời khen có cánh đến từ các huấn luyện viên. Và nào, hãy nở một nụ cười, một tràng hô tay cho hai con. Và xin được cảm ơn Huỳnh Lập rất nhiều. Có một kỷ niệm rất là vui khi mà dàn dựng bưng cái cầu lên. Cái chị Như á, ủa em dựng chung kết hả em? Mà tại vì cái nết dựng của em nó không vậy đó. Cái nết dựng của em là em muốn có nhiều thứ gì nè. Em thích miền Tây lắm. Em thích những cái gì đó chân thực, những cái gì đó để tạo nên cảm xúc của hai bé. Lúc tập hai bé ráo quảnh là thiệt. Em lo lắm, em rất là lo. Tại vì không có hình dung được, chạy đâu cũng chạy sân khấu thôi, cũng không có cái gì là thật hết. Thì tụi con giống như mọi người cũng thấy rồi đó,
tạt nước nè, nhưng mà Lập ơi, em xử lý mà ngồi cái cầu nó dễ thương. Đúng rồi, ngồi em, cái chỗ cái cầu nó dễ em thương. Em xin dữ lắm mới được cái cầu này đó. Dễ thương chịu xin không nổi luôn, luôn. Và những cái này là cũng xin từ từ mà ra nè. Ban đầu có cái nhà với cái cầu với là cái thuyền thôi. Trời ơi, ông Lập ông đi vòng vòng phim trường như vong vậy đó. Thấy cái gì ông cũng bưng lên sân khấu. Đây, rồi. Hồi hôm qua chạy sân khấu là chưa có cái xào phê đồ đâu. Trời ơi, em không biết có chuyện đó luôn đó. Thì bữa nay mới xin ra cái xào phê đồ. Anh biết vì sao mà sau khi Lập, anh Lập nói là đi vào trong nhà đi thay quần áo mà hai đứa nó cứ thẫn thờ mãi không vào đâu, là bởi vì tự dưng ông này ông đứng phơi đồ mà hai đứa nhỏ lúc tập không có bộ ba không có đứng phơi đồ của nó, cho nên chúng nó không biết là chuyện gì xảy ra. Thật sự hai bé còn rất nhỏ, mình diễn tả thật nhiều nhưng mà mọi thứ nó chỉ là diễn tả thôi, các bé không có hình dung được, chưa có bao giờ mình trải qua cái điều đó mà bé hình dung thôi. Vậy thôi, ngày hôm nay nãy chú nói luôn mà, lát nữa chú lên chú sẽ làm nhiều thứ lắm đó, tụi con cứ đúng cảm xúc của tụi con phản ứng lại thôi, và tụi con đã làm được điều đó. Chúc mừng tụi con. Một lần nữa cảm ơn Huỳnh Lập và chúc mừng hai con. Rồi, chúc mừng, cảm ơn cô chú.